Vâng, xin kính chào tất cả anh chị. Hôm nay là cái buổi chia sẻ tiếp theo với cái nội dung liên quan đến là hướng dẫn về phần mềm kế toán tích hợp hóa đơn điện tử và tích hợp khai thuế cho hộ kinh doanh, cũng như là xuất ra cái phụ lục nhập xuất tồn và cái phụ lục giảm thuế cho hộ kinh doanh trong cái kỳ kê khai quý 1 của năm 2022. Thì trong cái giai đoạn vừa rồi thì cũng có rất là nhiều những cái thông tin của các anh chị hỏi trong cái việc mà nộp tờ khai, đăng ký cái tài khoản để nộp tờ khai. Và bên cạnh những cái anh chị đã sử dụng chương trình về phần mềm kế toán tích hợp hóa đơn điện tử rồi, thì có những anh chị ở những cái khu vực tỉnh thành còn lại đang triển khai trong giai đoạn 2 này về hóa đơn điện tử, thì cũng đang bắt đầu thực hiện cái quá trình phát hành hóa đơn điện tử. Thì đây là những cái giai đoạn mà anh chị bắt đầu đăng ký cái biểu mẫu 01 và thực hiện đăng ký phát hành hóa đơn điện tử trong từ tháng 4. Thì cái giai đoạn đầu thì đã có 6 tỉnh thành triển khai, và đến nay thì các khu vực này thì đã được tiến hành nộp tờ khai điện tử và xuất hóa đơn điện tử trong cái giai đoạn quý 1 rồi. Còn các chị sang quý 2 bắt đầu thực hiện thì cũng sẽ có những cái nhiều vướng mắc trong cái giai đoạn đầu tiên. Thì bên em cũng đã có hỗ trợ những cái chương trình về chia sẻ về cách thức quy trình cho hộ kinh doanh trong việc áp dụng phần mềm kế toán tích hợp hóa đơn điện tử để thực hiện công việc khai thuế cũng như cái công việc phát hành hóa đơn điện tử và sổ sách báo cáo cho hộ kinh doanh. Và cái group này thì em đã thành lập thì nay cũng đã khoảng gần 700 cái thành viên rồi. Có lẽ là cái group này cũng sẽ nhanh chóng là sẽ đầy, thì có thể lúc đó thì bên em sẽ tạo thêm một group thứ hai. Thì các thông tin về các chương trình hỗ trợ cho hộ thì trong cái giai đoạn này thì bên em sẽ thực hiện thông qua cái kênh Zalo là chính. Nên khi mà các anh chị tiếp nhận những cái thông tin thì anh chị vào trong nhóm để có được những thông tin giải đáp hỗ trợ kịp thời liên quan đến về phần mềm, cũng liên quan đến về cái quy định về giảm thuế, cũng là cái quy định mà về tờ khai thuế. Thì một lần nữa em sẽ gửi lại cái link của cái group này để những anh chị nào mà chưa có nằm trong group thì anh chị có thể là sẽ đăng ký tham gia vào nhóm để sẽ được hỗ trợ cho kịp thời. Vì những cái group ở bên ngoài thì có khi là bên em sẽ không đẩy hết được cái thông tin, cho nên các chị sẽ không nắm được. Thì các anh chị nào mà có bạn bè hay những người mà tham gia trong cái quá trình mà thực hiện kế toán cho kinh doanh trong giai đoạn này thì anh chị cũng có thể chia sẻ cái link này để cho các anh chị ấy tham gia. Em sẽ gửi cái đường link này vào trong cái ô chat của Zoom để các anh chị cùng chia sẻ và cũng như tham dự. Thì chương trình tối thứ bảy định kỳ bên em là từ 8 giờ cho đến 9 giờ là sẽ xoay quanh cái nội dung liên quan đến hướng dẫn về phần mềm kế toán tích hợp điện tử, tích hợp tờ khai thuế cũng như giải đáp những trong quá trình thực tế công việc của anh chị. Thì hiện nay cũng các anh chị cũng đã có cả những thành viên mới và thành viên cũ, em sẽ hướng dẫn lại một lần nữa những cái thao tác của phần mềm để các anh chị nắm được. Thì đầu tiên thì hộ kinh doanh để sử dụng phần mềm thì anh chị sẽ được cài một cái bộ cài phần mềm kế toán dành cho hộ kinh doanh, và các chị được cung cấp một cái tên truy nhập và mật khẩu của máy chủ, đồng thời là tên đăng nhập và mật khẩu để sử dụng về chương trình. Thông thường chương trình bên em sẽ là để cái mật khẩu mặc định là tên đăng nhập là KT1 và mật khẩu là KT1 để các chị vào trong phần mềm liên quan đến sử dụng. Và mỗi khi có cái sự thay đổi về cập nhật cái nội dung liên quan đến khai thuế hay là giảm trừ thuế thì bên em cũng đã sử dụng sửa đổi trên chương trình và nó sẽ tự động cập nhật. Các chị sẽ nhấn vào nút cập nhật để thực hiện cập nhật trong chương trình. Hỗ trợ khai thì hiện nay đã lên đến bản 4.8.0 rồi, nó cũng có sửa đổi thì liên quan đến cái vấn đề phụ lục của tờ khai thuế. Trong tuần vừa rồi thì em thấy có những anh chị hỏi cái vấn đề liên quan đến là đã nộp tờ khai thuế rồi nhưng mà lúc đó là chưa có phụ lục cho nên bây giờ chưa biết đính kèm như thế nào. Đấy, thì những cái nội dung này thì các chị sẽ quay trở lại cái tờ khai trên trang cá nhân.gdt.gov.vn của anh chị để anh chị nộp bổ sung. Còn những anh chị mà chưa nộp thì các chị khi mà nộp tờ khai xong cái thì nó sẽ có đính kèm file phụ lục, thì anh chị sẽ xuất từ phần mềm ra thì nó sẽ có cái file phụ lục liên quan đến tờ khai thuế và giảm thuế cho các anh chị. Thì đây là cái giao diện làm việc
Chính của chương trình phần mềm nó gồm có từ các chứng từ, hóa đơn và các bảng kê hàng hóa đầu vào. Anh chị nhập liệu vào phần mềm, sau đó phần mềm sẽ kết xuất ra các sổ, kết xuất ra các tờ khai và có thể xuất sang hỗ trợ khai và nộp lên cơ quan thuế, cũng như các chị có thể in cái chứng từ và sổ này ra để các chị lưu trong trường hợp mà chúng ta cần quản lý về sau. Thì các chị đầu tiên sẽ phải check lại cái thông tin trong một hệ thống là thông tin của hộ kinh doanh của mình đã chính xác hay chưa, gồm có tên hộ kinh doanh, địa chỉ, mã số thuế, điện thoại, email và cái mã chi cục thuế, cũng như là cái tên chi cục thuế quản lý trực tiếp của các anh chị. Ở đây thì các chị lưu ý là cái email của anh chị phải thật chính xác để có thể nhận được cái thông tin từ bên cơ quan thuế gửi về cho các anh chị khi có những sự thay đổi, cũng như là cái việc tiếp nhận tờ khai sẽ được đẩy về đó. Bên cạnh đấy thì các anh chị sẽ có phần liên quan quản lý người sử dụng về phân quyền và thay đổi về mật khẩu, cũng như là cái quá trình khi các anh chị thực hiện hết một cái kỳ của năm nay thì từ năm sau anh chị sẽ chuyển số dư của năm nay sang năm sau, thì anh chị sẽ không phải lập nhập lại số dư nữa. Cái này là quy trình chương trình của phần mềm là như vậy. Tiếp theo thì một số các thao tác các anh chị cần làm, đó là các chị vào phần kế toán, phần số dư đầu kỳ. Tại đây thì các anh chị lưu ý với những các anh chị mà trong trường hợp vừa rồi đã được hướng dẫn tuần trước ấy, là liên quan đến cái việc thiết lập xuất kho tự động và thiết lập cho những trường hợp mà hàng hóa dịch vụ không có số dư đầu kỳ và không có tồn kho, thì các chị sẽ vào thiết lập ở trong phần 511 để các chị có thể thực hiện được phần việc này. Thì nội dung này em sẽ không giới thiệu lại nữa vì hôm trước đã làm ở trên cái video rồi. Thì cái thao tác các chị lưu ý là chúng ta sẽ bắt đầu phải nhập những số liệu bao gồm có từ là cái danh sách hàng hóa dư đầu kỳ của anh chị kích vào cái 152 này. Sau đó tại đây thì anh chị sẽ có những mặt hàng nào của anh chị thì nó theo nhóm thuế suất nào, thì anh chị chọn đúng nhóm mặt hàng đó. Sau đó là các chị nhấn chấp nhận và anh chị nhập chi tiết vào bên trong. Đấy. Ví dụ các anh chị nhấn vào phần thêm mới. Đấy, A4 chẳng hạn, đơn vị tính là RAM. Số số lượng trong kỳ của anh chị là ví dụ còn 100 RAM. Với đơn giá mua về của anh chị là 55.000 chẳng hạn. Thì toàn bộ các hàng hóa đầu kỳ của anh chị số dư như nào thì anh chị nhập vào đây. Với những các anh chị mà đã có phát sinh rồi mà trong cái quá trình chúng ta vừa rồi đã tạm thời sử dụng mỗi hóa đơn ấy, thì chúng ta sẽ chưa đồng bộ và chúng ta chưa thiết lập xuất kho tự động, thì anh chị cũng vào đây để các anh chị nhập lại. Để sau đó thì các chị sẽ thiết lập cái phần liên quan đến đồng bộ hàng hóa từ bên kia, bên bên tài khoản bán hàng sang bên này. Thì đây là em chỉ hướng dẫn cho một số các anh chị có hàng hóa mà trước đây anh chị chỉ xuất hóa đơn thôi chứ chưa có danh mục trong kho. Thì cái thao tác trong này thì anh chị lưu ý vào phần thiết lập chung này, sau đó các anh chị vào phần thiết lập đồng bộ hệ thống mã này. Thì tại đây các anh chị chọn cho em là tài khoản gốc 511 này, sau đó tài khoản đích là 152 này. Đấy, sau đó các anh chị nhấn đồng bộ thì nó sẽ tự đồng bộ giữa bên mua và bên bán. Còn những anh chị nào mà đã thiết lập rồi thì thôi, chúng ta sẽ không cần thực hiện thao tác này. Còn chị mà khi mới vào thì trong này nó chưa có thì anh chị sẽ thiết lập theo đúng cái thông tin như này nhé. Anh chị gõ vào 511 này, sau đó anh chị gõ vào đây 152 này, các chị nhấn Enter thì nó sẽ thiết lập cho anh chị. Sau đó thì anh chị vào phần thiết lập xuất giá vốn. Thì tại đây với những trường hợp mà hàng hóa thì anh chị mới dùng đến cái tính năng này thì nó sẽ tự động trừ trong kho đi. Còn với những trên là dịch vụ thì không khuyến khích anh chị sử dụng cái thao tác này vì nó liên quan đến là nó ràng buộc giữa cái hàng mua vào và bán ra. Thì trong này là các chị gõ vào đây là có, đây là xuất giá vốn, tài khoản nợ các chị chọn là 632, có là 152, doanh thu là 511. Thì các chị chỉ cần nhớ như này thôi, sau đó các chị thiết lập đúng như thế được, sau đó các chị nhấn chấp nhận. Thì từ đó thì sau các chị khi bán hàng nó sẽ tự động trừ trong kho đi. Với những trường hợp mà anh chị hàng hóa dịch vụ thì mình sẽ chọn lựa chọn tính năng là dịch vụ thì nó sẽ không không cần bắt phải có hàng tồn trong kho. Thì thứ nhất các chị sẽ phải nhập danh sách hàng hóa trong kỳ tồn đầu kỳ như thế nào, sau đó thì liên quan đến nhập danh sách khách hàng thì anh chị kích vào phần danh sách khách hàng. Tại đây thì các chị chọn vào nhóm khách hàng,
Sau đó các anh chị chọn thêm vào tên khách hàng. Ví dụ công ty AP Quảng Ninh. Với những khách hàng là tổ chức hoặc là hộ kinh doanh, người ta có cái email thì anh chị gõ vào đây để khi phát hành hóa đơn tử thì hóa đơn sẽ đẩy trực tiếp sang email cho khách hàng. Nó bao gồm có file XML của hóa đơn và thông tin tên đăng nhập và mật khẩu truy cập vào cái trang tra cứu hóa đơn điện tử để cho các hộ có thể vào đó để tra cứu. Ví dụ là công ty ap@gmail.com. Với trường hợp mà không có email của khách hàng thì các anh chị hãy gõ trực tiếp cái email của hộ anh chị vào, để khi sau này khách hàng người ta cần thông tin đó thì anh chị quay trở lại, anh chị forward cái email đó sang cho khách hàng, nó cũng là cái lưu trữ cho các anh chị. Hoặc các chị quay trở lại để điền email vào đây, sau đó mình nhấn trong màn hình hóa đơn, mình nhấn lại nút gửi email đi là nó sẽ tự động gửi lại đi cho khách hàng. Tương tự như vậy thì đến phần danh sách nhà cung cấp thì anh chị cũng nhập vào danh sách nhà cung cấp. Sau đó tại đây các anh chị cũng chọn nhóm và chị nhập tên danh sách nhà cung cấp ở đây, các đơn vị cung cấp hàng hóa cho các anh chị. Thì cái này nó giống với thao tác nhập danh sách khách hàng. Tiếp theo thì đến chương trình sử dụng về phần mềm để nhập liệu cái quá trình nhập xuất mua bán. Thì đây sẽ thao tác cho các anh chị. Tên đăng nhập KT1, mật khẩu là KT1. Các anh em sẽ xin phép tắt mic của các anh chị để chúng ta không bị bật nữa. Đến cuối giờ thì em sẽ mở lại mic sau nhé. Còn trong giờ học này em không muốn là để ảnh hưởng cái chuyện mà bị bật mic làm ồn. Thì sau khi các phần thiết lập và tạo cái danh sách khách hàng, danh sách hàng hóa xong thì các chị sẽ tiến hành nhập liệu hàng kỳ. Thì có một số các chị có hỏi là bây giờ các chị mới bắt đầu sử dụng phần mềm thì các chị có thể nhập liệu để mà phát hành báo cáo cho cái quý 1 được không? Thì trả lời các chị là hoàn toàn được nhé. Chỉ trừ các chị mà đã dùng hóa đơn điện tử ấy, thì nó sẽ bị hạn chế cái vấn đề này. Nếu mà khi các chị dùng cái chương trình của bên khác. Thế còn nếu trong trường hợp các anh chị dùng ở trên này thì các anh chị vẫn tiến hành nhập liệu bình thường, cái nhập xuất hàng hóa trên này được bình thường. Và hóa đơn của anh chị đã xuất thì nó sẽ tự ghi nhận vào phần doanh thu. Còn phần hàng hóa thì các anh chị sẽ thực hiện là thao tác xuất thủ công. Đấy là các chị đã dùng trước đây. Thế còn các chị mới mà bây giờ mới đầu sử dụng thì các anh chị có thể là lưu ý giúp em là các chị sẽ chọn quay trở về tháng 1 này. Để các chị thực hiện nhập và xuất hàng hóa như bình thường. Đặc biệt là với các chị trước đây dùng hóa đơn giấy ấy, thì mình cũng vẫn thực hiện bán hàng như bình thường nhé, nhưng cái thao tác mình sẽ không phát hành hóa đơn mà mình chỉ thực hiện thao tác bán hàng thôi, thì nó sẽ ghi nhận vào đây cho anh chị là doanh thu. Thế sau đó thì phần hàng hóa thì nó sẽ cho phép các anh chị nhập lại. Ví dụ ở đây em sẽ chọn về tháng 1 và em chọn thao tác đầu tiên đó là nhập hàng, thì nhấn vào mục thêm mới này, gõ vào ngày mùng 6 tháng 1 này, nhập hàng hóa. Sau đó bên 152 nhấn vào nút 3 chấm để chọn nhập mặt hàng gì. Thì đây các anh chị chọn nhập của ai. Của công ty VPP này. Nhập mặt hàng gì này, các anh chị nhấn vào thêm mới này. Nhập về giấy A4 và mực in sổ bìa ra. Các chị nhấn chấp nhận và gõ số lượng vào. Đơn giá 55.000. Sổ bìa ra 20.000. Đồng thời ở đây nó sẽ giao cho các anh chị là cái phiếu nhập kho theo đúng cái quy định của sổ của chế độ kế toán thông tư 88 luôn nhé. Thì các anh chị sẽ thực hiện cái chức năng xuất Excel thì nó sẽ ra cho anh chị là cái chứng từ là phiếu nhập kho luôn. Và bên cạnh đấy thì các chị chọn sang phần thanh toán, ở đây là hình thức thanh toán tiền mặt
hình thức thanh toán ngân hàng và hình thức thanh toán công nợ. Thì các anh chị lưu ý giúp em là trong cái phần nhịp điệu này thì cả bên tài khoản nợ và bên tài khoản có các anh chị đều phải chọn nhé. Tại vì trong quá trình vừa rồi em thấy rất nhiều các anh chị là chỉ nhập có một bên thôi, còn bên còn lại chúng ta không không chọn, nên cho nên là khi đó thì nó sẽ không chạy được lên số liệu cho các anh chị và số liệu của nó sẽ bị sai. Đấy thì khi anh chị chọn như vậy thì nó sẽ lên được cái phiếu nhập kho này theo cái thông tư 88 cho các anh chị này. Và đồng thời ở bên phải của anh chị là nó sẽ ra luôn được cái phiếu chi tiền của anh chị. Đấy thì khi anh chị cần in thì chúng ta sẽ in ra hoặc chúng ta xuất giấy Excel để chúng ta lưu trữ. Đấy thì cái chứng từ về nhập kho và chứng từ về chi tiền là như vậy. Tiếp theo thì sẽ thực hiện cái phần là bán hàng. Anh chị chọn vào phần nghiệp vụ này, sau đó chọn doanh thu hoặc là bán hàng hóa dịch vụ này. Sau đó các chị nhấn vào thêm mới này. Thì cũng vào ngày mùng 6 tháng 1 này. Các anh chị cũng chọn hình thức thanh toán là bằng tiền mặt hoặc là chuyển khoản hoặc là công nợ. Sau đó phần bán hàng thì anh chị chọn vào ba chấm bên cạnh 511. Anh chị bán hàng cho ai này, chúng ta nhấn ba chấm này để chọn tên khách hàng này. Ví dụ công ty Đông Á. Và bán mặt hàng gì thì anh chị nhấn mục thêm mới này. Sau đó các anh chị chọn hai mặt hàng chúng ta sẽ bán ra. Có những anh chị thắc mắc là khi cái giá bán ra của anh chị nó bị khác đi so với cái giá mà chị các chị mua về, hoặc là trong cái quá trình khi mà cái giá đấy các anh chị đã nhập sẵn rồi, cho nên khi mà bán ra thì cái giá nó không đúng với cái giá mà tại thời điểm anh chị bán. Thì như vậy các anh chị thực hiện giúp cho em đó là mình sẽ gõ lại giá ở phần này nhé. Đấy, ví dụ đây em sẽ bán là cái này là 65 ngàn chẳng hạn. Cái này sẽ là 30 ngàn. Và với những anh chị mà sử dụng hóa đơn giấy cũng như hóa đơn điện tử thì trong cái tháng 1 là nó sẽ chưa có giảm trừ thuế. Thế cho nên là phần phía dưới này nó sẽ chưa có các anh chị nhé. Là tháng 1 là nó chưa quy định nó chưa chưa được ban hành, cho nên lúc đó thì cái hiệu lực của nó là chưa được, thì tháng 1 chúng ta sẽ không có về phần giảm thuế. Và các chị lưu ý là chúng ta thuộc nhóm thuế suất nào và mức giảm thuế bao nhiêu thì anh chị tích vào. Thì lát nữa em sẽ tạo thêm một cái hóa đơn của tháng 2 để các chị sẽ thấy phần giảm thuế ở đây. Thì anh chị dùng hóa đơn giấy hoặc là anh chị dùng hóa đơn điện tử thì cũng tháng 1 nó đều chưa có giảm. Sau đó anh chị nhấn chấp nhận. Thì khi chấp nhận như vậy thì nó sẽ nhảy ra một cái dòng thứ hai, cái dòng thuế này, thì chính là cái thực hiện cái thao tác đó là ghi ghi nhận về khai thuế cho các anh chị. Khi chúng ta lên tờ khai thuế là nó tự động nó tính sang. Thế là về thao tác bán hàng. Và cái thao tác những anh chị nào mà thiết lập hệ thống đồng bộ rồi thì nó sẽ tự trừ trong kho đi và nó sẽ tự xuất giá vốn. Để các chị lưu ý là chúng ta tự động thì nó có, còn nếu như trường hợp mà chúng ta không thiết lập xuất kho tự động thì chúng ta sẽ thực hiện cái thao tác đó là xuất kho thủ công. Thì em sẽ hướng dẫn các chị cái thao tác xuất kho cho cái đơn hàng vừa rồi. Thì có những trường hợp thì anh chị có thể xuất theo từng đơn hàng, và có trường hợp anh chị có thể xuất theo định kỳ, là có thể là theo một ngày xuất một đơn hoặc có thể theo một tháng xuất một đơn. Thì nó tùy theo từng cái ngành hàng của anh chị và cái kiểm kê của anh chị. Thì như vậy nó sẽ hỗ trợ cho những anh chị mà đến bây giờ mới bắt đầu phải nhập liệu thì làm thế nào chúng ta thực hiện phần việc đấy. Thì cái thao tác xuất kho này nó sẽ hỗ trợ cho các anh chị cái thao tác là như vậy. Quay trở lại, tôi sẽ chọn vào ngày 6 tháng 1 này. Ở đây các chị sẽ chọn giá vốn này. Và các chị sẽ xuất cho công ty và xuất cho nhân viên. Các chị nhấn là thêm mới này. Mặt hàng chị xuất ra nó là cái gì này. Nhấn chấp nhận. Đơn hàng đây chúng ta vừa xuất là 10, chúng ta bán là 20. Mình gọi đúng số lượng này. Còn với trường hợp mà một định kỳ kiểm kê một tháng một lần thì các chị có thể sẽ sử dụng cái phương án đó là số lượng nhiều hơn để chúng ta thực hiện cho một kỳ xuất kho của anh chị. Sau đó các chị nhấn chấp nhận. Như vậy là cái thao tác xuất kho thủ công nó đã được thực hiện. Em đã hướng dẫn các chị là thao tác đầu tiên là chúng ta chọn nghiệp vụ là mua hàng này. Sau đó chúng ta chọn nghiệp vụ về bán hàng này. Sau đó chúng ta chọn nghiệp vụ về xuất kho này. Thì em sẽ tạo thêm một cái hóa đơn của tháng 2 để các chị sẽ nhìn được cái phần giảm thuế. Em sẽ chọn sang tháng 2.
Thì với những anh chị mà quay trở lại nhập liệu từ đầu đầu năm đến giờ để mà phát hành cái báo cáo cho cái quý 1 ấy, thì các anh chị vẫn hoàn toàn có thể nhập liệu lại được nhé. Sau đó các anh chị chọn về thao tác bán hàng, nhấn thêm mới. Ví dụ ngày mùng 10 tháng 2. Hình thức thanh toán, tiền mặt. Chọn mặt hàng bán. Chị chọn bán cho ai? Chọn bán cái gì? Nhấn thêm mới. Và đây tháng 2 thì nó đã bắt đầu có cái hình thức đó là giảm thuế rồi, cho nên các chị có thể chọn được cái phần bên dưới này là giảm thuế nhé. Đấy, và trong cái này thì các chị có thể xem lại hoặc cái hóa đơn này, các chị nhấn vào mục xem hóa đơn. Ở trong những trường hợp này thì các chị lưu ý là nó có một cái nội dung liên quan đến cái hóa đơn chuyển đổi ấy. Đây là phần ghi chú là đã giảm tiền thuế này theo cái nghị quyết 43 này, thì đấy trên hóa đơn nó sẽ thể hiện luôn đấy, và cái phần giảm thuế này nó sẽ được thực hiện. Và với các chị khi sử dụng hóa đơn điện tử thì chúng ta phát hành hóa đơn điện tử cái thì ngay lập tức cái cơ quan thuế sẽ trả một cái mã về cho anh chị khi chúng ta nhấn nút phát hành ở đây. Cái trường hợp in chuyển đổi này thì các chị lưu ý đó là chỉ khi nào mà bên người mua người ta có yêu cầu là phải chuyển đổi cái hóa đơn này sang cái hóa đơn giấy để thực hiện đi đường mang tính chất là qua cái trạm kiểm soát hoặc là chứng minh cái hàng hóa khi đi đường. Thực ra về phương pháp điện tử thì cũng được rồi, nhưng sẽ có nhiều đơn vị người ta yêu cầu là phải chuyển đổi sang hóa đơn giấy thì nó các anh chị nhấn vào in chuyển đổi nhá. Còn không thì bình thường chúng ta không nhấn vào đó mà cứ để chúng ta phát hành như bình thường thôi. Tại vì cũng có một vài anh chị đã nhấn nhầm cái in chuyển đổi này, cho nên khi nó phát hành lại thành chuyển thành cái hóa đơn chuyển đổi. Thì anh chị lưu ý chúng ta sẽ không không thực hiện chọn cái phần đấy nhé. Sau đó các anh chị nhấn chấp nhận thì cái hóa đơn này nó đã được thực hiện xong. Đấy là em sẽ hướng dẫn các chị các phần liên quan đến nhập hàng, bán hàng, xuất kho và với những hóa đơn giảm thuế thì như thế nào. Thì nó sẽ tính lên cái phụ lục giảm thuế cho các chị khi chúng ta thực hiện xuất tờ khai thuế ra xa HTKK và đẩy lên cho cơ quan thuế. Thì để về phần sổ sách thì anh chị lưu ý chúng ta sẽ vào phần sổ kế toán chi tiết. Các chị vào phần sổ chi tiết hoặc là tổng hợp tồn kho để các chị dựng lên được cái báo cáo cho cái quý 1, chúng ta chọn từ tháng 1 cho đến tháng 3. Và trường hợp các chị nào muốn theo ngày thì chị chọn vào phần theo ngày này để chị xem từ ngày nào đến ngày nào. Vì hôm trước cũng đã có anh chị hỏi là muốn kiểm soát theo ngày thì như thế nào, thì trên này nó có hỗ trợ cho anh chị là sẽ thực hiện chọn từ ngày nào đến ngày nào. Còn chúng ta làm theo quý, chúng ta sẽ tích vào là từ tháng 1 cho đến tháng 3, sau đó các chị nhấn ra xuất ra Excel thì nó sẽ chạy lên cho các anh chị theo cái bảng tổng hợp tồn kho để anh chị có thể đối chiếu trong quá trình chúng ta thực hiện công việc kiểm soát hàng hóa. Đấy, nó sẽ thể hiện lên cho các anh chị. Được chưa? Tương tự như vậy thì phần tổng hợp doanh thu cũng thế, các anh chị sẽ chọn vào sổ tổng hợp doanh thu. Sau đó anh chị cũng chọn thời điểm là từ tháng nào cho đến tháng nào, ví dụ quý 1 là từ tháng 1 cho đến tháng 3. Sau đó nhấn xuất Excel thì nó sẽ đẩy ra thông tin này cho các anh chị. Đây, chào các anh chị. Với những trường hợp mà các hộ kinh doanh hoặc là doanh nghiệp thực hiện theo bán hàng thì nó có thêm cái phần là giảm thuế và giảm giá này, thì cái này của anh chị thì thường chúng ta sẽ không không có cái phần này, cho nên chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến phần là đơn giá, số lượng và thành tiền trong cái quá trình theo dõi sổ doanh thu của anh chị. Phần cuối cùng thì các chị sẽ thực hiện xuất tờ khai thuế, các chị chọn vào sổ kế toán tổng hợp, sau đó nhấn vào tờ khai thuế, các chị xuất cái tờ khai thuế này ra, các chị chọn quý 1. Thì với những trường hợp em thấy là có những anh chị mà xuất không ra được cái tờ khai, rồi sau đó là ra tờ khai nhưng không ghi được, hoặc là khi
ghi được tờ khai lại xuất ra file XML nó bị lỗi. Thì với những trường hợp này liên quan đến phần phân quyền thì em cũng đã có video hướng dẫn phân quyền cho các anh chị rồi. Thì anh chị có thể là anh chị nào mà chưa được xem thì hỏi trong nhóm thì bên em sẽ có nhân sự sẽ hỗ trợ gửi lại cho các anh chị xem cái link đấy, thì cái cài đặt hỗ trợ khai và phân quyền nó khá là đơn giản. Thì trong cái đợt vừa rồi thì cũng có một vài anh chị là cái hệ thống máy của chị nó bị lỗi win, cho nên chúng ta khi mà tải bộ cài hỗ trợ khai về nhưng khi chúng ta cài lên chạy lên ấy, thì nó bị lỗi, nó không cài được, nó có bị giải nén ra cái hệ thống file. Thì cái này em cũng đã có hỗ trợ để xử lý cho các anh chị, một vài các anh chị mà đã trong cái kỳ vừa rồi. Thì với những trường hợp như vậy mà chị không nắm bắt được, không xử lý được thì có thể liên hệ lại bên hỗ trợ của bên em sẽ thực hiện cho các anh chị. Và đặc biệt các anh chị lưu ý chúng ta sẽ mở hỗ trợ cái khai nền trước nhé. Tại vì có nhiều anh chị bảo tại sao mà xuất sang mà nó không răng hỗ trợ khai, thì anh chị mở hỗ trợ cái khai nền trước này. Đấy, sau đó là các anh chị mới thực hiện xuất tờ khai từ phần mềm ra. Đấy, thì chị vào chọn tờ khai thuế này, sau đó nhấn xuất lại báo cáo. Thì khi đó thì phần mềm sẽ chạy ra cho các chị là đầu tiên là cái tờ khai thuế trên file Word này. Thì trên này ấy, là nó có sẽ có những cái thông tin của hộ kinh doanh, và nó sẽ có phần là liên quan đến doanh thu, số thuế và doanh thu để tính thuế thu nhập cá nhân. Thì ở trên này anh chị lưu ý là cái doanh thu này là doanh thu chưa giảm thuế nha. Các anh chị lưu ý là đây là doanh thu chưa giảm thuế. Còn cái số thuế này là đã được giảm rồi, đã được tính giảm rồi. Còn cái doanh thu này tại sao nó thể hiện? Để vì nó mang tính chất là nó sẽ phải thể hiện cho cái phần thuế thu nhập cá nhân, vì thu nhập cá nhân thì không được giảm mà chỉ được giảm trên cái thuế giá trị gia tăng thôi. Cái sau đó thì nó có đi kèm là nó có một cái phụ lục. Đây là một phụ lục tính giảm thuế. Thì cái phần phụ lục này nó sẽ liên quan đến cái tên hàng hóa và nhóm hàng hóa dịch vụ của các anh chị theo cái đối tượng nào được giảm bao nhiêu thì nó sẽ mặt hàng kê ở trên này. Và cái phụ lục tiếp theo đó là phụ lục về nhập xuất hàng hóa trong kỳ và đi kèm với những cái khoản chi phí như thế nào. Thì có những anh chị làm cũng ra được số liệu nhưng mà có nghị chưa được số liệu, thì quá trình mà gặp vướng mắc thì anh chị gửi thông tin ở trong nhóm là sẽ có nhân sự hỗ trợ. Trong cái quá trình vừa rồi thì nó cũng có những sự chậm trễ. Thứ nhất là với số lượng các hộ kinh doanh cần hỗ trợ rất là nhiều trong một thời gian ngắn, cho nên là cái thông tin nó chưa thể kịp thời. Thì các chị để lại thông tin tin nhắn trên nhóm hoặc là trên Zalo thì bên bộ phận hỗ trợ bên em sẽ tiếp nhận thông tin và sẽ xử lý lại cho các anh chị. Thế còn những anh chị nào mà đã nắm bắt được rồi thì các anh chị có thể vào trong video bên em hướng dẫn, nó sẽ có đầy đủ hết. Và tại đây thì trên hỗ trợ khai nó sẽ xuất ra cho anh chị file trong mục thuế khoán và thuê tài sản này, sau đó chị chọn một cái tờ khai cá nhân kinh doanh theo thông tư 40/2021 nhé. Một số anh chị mới thì anh chị chưa biết được thì các anh chị lưu ý thao tác đúng như vậy là được. Sau đó các anh chị tích vào mục tờ khai quý này, sau đó các anh chị nhấn vào đồng ý để nó xuất cái tờ khai này trên phần mềm hỗ trợ khai cho các anh chị, và các anh chị xuất sang file XML để chúng ta nộp. Có rất là nhiều các anh chị có hỏi là liên quan đến ngành nghề của các anh chị, tìm ở trên này không thấy. Thì thứ nhất là các anh chị căn cứ vào cái giấy phép đăng ký kinh doanh của các anh chị nhé, để chúng ta tìm đến cái nhóm ngành của các anh chị. Thứ hai là nó có những mặt hàng chi tiết ấy, thì các anh chị xem cái nào mà liên quan đến cái chi tiết bên trong đúng theo cái nhóm ngành của anh chị thì hôm đấy các anh chị chọn. Chứ nhiều khi là nó sẽ không có chi tiết đến như cái mà các chị đang làm đâu, mà nó chỉ có nhóm ở cấp trên thôi. Các chị lưu ý là thực hiện theo một cái nhóm mà các anh chị tìm trên này. Cái này thì em thấy nó hơi bất tiện là nó không có chức năng tìm kiếm, cho nên là nó hơi khó cho các anh chị, hơi khó cho anh chị là trong phần tìm kiếm cả một cái dài như này. Nhưng đúng là có cái chức năng tìm kiếm thì sẽ rất là đỡ cho các anh chị khi mà tìm. Thì anh sẽ tìm một cái, em sẽ đưa vào cái ví dụ mang tính chất là chọn cho anh chị thôi. Các chị gõ diện tích kinh doanh vào, ví dụ 50 mét hay 100 mét, sau đó chọn đến khu vực tỉnh thành của chúng ta. Sau đó các anh chị nhấn ghi. Với những thông tin mà đúng thì phần mềm nó sẽ cho ghi thành công, còn trường hợp mà nó
không đúng thì nó sẽ báo là sai, thì các chị cứ nhấn đồng ý nhé. Thì nếu mà sai thì nó sẽ báo đỏ, thì anh chị sửa đúng cái chỗ báo báo đỏ này được. Thế còn nếu mà thông tin đúng rồi thì anh chị sẽ nhấn vào nút xuất, kết xuất để xuất ra file XML, anh chị chọn vào. Sau đó thì anh chị sẽ đẩy ra nơi các chị lưu, ví dụ đây em sẽ lưu vào desktop tờ khai chẳng hạn. Hôm nay thì em thấy có một anh hỏi là cái tờ khai của chị đã xuất ra file XML thành công và trên phần mềm cũng đã lưu, trên hỗ trợ khai cũng đã có và anh chị đã nộp lên cơ quan thuế, nhưng ở trên thuế thì lại đọc không có số liệu. Thì các anh chị có lưu ý nó sẽ có một vài tình huống xảy ra. Thứ nhất là các chị có thể chọn nhầm vào một cái tờ tờ khai mà chị xuất ra trước đó mà nó chưa có số liệu. Đấy là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là có thể khi ở trên 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 cơ quan thuế thì cái phần mềm mà các chị chuyên viên ấy mà người ta chưa chưa cập nhật đến bản mới nhất ấy, có thể là nó cũng sẽ không đọc ra được cái số liệu. Thì đấy là một số cái tình huống thôi. Thế còn thực tế thì nếu như file của chị đã nộp lên rồi mà trên phần mềm hỗ trợ khai bản mới nhất là có rồi thì chắc chắn là số liệu nó đầy ra, thì chị có thể là gửi file đó qua Zalo để bên thuế người ta sẽ check lại, hoặc là email để thuế người ta check lại. Nên thực tế thì trong quá trình gửi lên cái trang cá nhân khai thuế thì cũng có thể một nhiều trường hợp nó sẽ xảy ra trường hợp lỗi. Thì đấy là những cái mà chị có thể xử lý. Và các chị lưu ý chúng ta sẽ hỏi trực tiếp đội thuế quản lý của anh chị để nắm bắt được những thông tin mang tính chất là hỗ trợ kịp thời cho anh chị là trong việc nộp tờ khai. Thì nộp tờ khai thì anh chị cũng chị chưa có tài khoản còn nhấn là đăng ký, và thông tin đăng ký này thì có thể hỗ trợ cho anh chị. Khoản thực tế của hộ từ máy tính cho lên đến của cơ quan thuế rồi, các anh chị lưu ý sẽ liên hệ với các bộ phận như vậy để được hỗ trợ. Thì đây là những cái câu câu hỏi tình huống mà vừa rồi em đã giải đáp là liên quan đến việc lỗi nộp tờ khai hay lỗi xuất hỗ trợ khai hay là phần phụ nộp như thế nào, thì em cũng đã chia sẻ với các chị. Thì các chị có những câu hỏi nào thì vui lòng bật mic lên để đặt câu hỏi và bên em sẽ hỗ trợ. Vâng, em đã để chế độ mở mic rồi. Cho mình hỏi một chút ạ, là cái phần mà xuất kho ấy thì là bên mình là để tính giá xuất kho theo bình quân là auto đúng Vâng, đúng rồi chị ạ. Bên em thì để cái xuất kho là theo đơn giá bình quân. cho nên là tức là bình quân tức thì, có nghĩa là khi mình nhập vào là nó sẽ tự nhảy giá lên đúng không ạ? Đúng rồi, nghĩa là khi chị có số hàng em thấy có một vài anh chị nói là không nghe thấy gì, thì thực ra đây là các chị nên kiểm tra lại mic nhé, kiểm tra lại loa.
Anh nghe cho em hỏi mấy. Anh nghe thấy không ạ? Alo. Alo. Ok, chị nói đi, em nghe thấy đây. Anh em hỏi mấy cái phần giảm trừ thuế đấy, nó đang bị tính sai thì bây giờ hộ em làm cách nào để sửa được ạ? Của chị là sai trên hóa đơn hay là sai trên... Bình thường nhá, bình thường em viết hóa đơn xong, hộ em tích vào phần giảm trừ đấy. Thì ví dụ như hàng sản xuất sẽ là 3%, thì nó sẽ phải nhân với 0,06. Nhưng bây giờ nó lại nhân với 0,04 mấy thôi. Cái tiền thuế mà giảm trừ nó đang bị sai. Bây giờ em kiểm tra lại, em nghĩa là hóa đơn em xuất hết từ tháng 2 rồi, nhưng bây giờ em kiểm tra lại thì cái đấy bị sai. Thì nếu mà em muốn sửa thì có sửa được không ạ? À, cái trường hợp này thì chắc chính xác nhá. Tại vì thực tế thì em thấy là phải phát hiện xem là nguyên nhân sai ở chỗ nào, chứ trên phần mềm thì nó là tự động. Em hỏi bạn Dung, hôm nay em hỏi bạn Dung thì bạn bảo để bạn hỏi bên trên đã xong bạn sẽ trả lời. Thì để thứ hai em sẽ gọi trực tiếp cho anh nhá. Vâng, tại vì hôm nay hội em có nhắn tin nhưng chắc anh bạn nên anh không trả lời. Vâng, ok chị. Thế thì chắc là sẽ phải kiểm tra lại, vì có thể tại thời điểm mình cập nhật cái thông tin đấy là cái phần mềm ấy nó chưa được cần cập nhật hết ấy, cho nên là nó bị lỗi vào điểm đấy. Em thấy nó đang bị sai mà bây giờ hội em làm báo cáo thì mới phát hiện ra nó bị sai, chứ còn hội tại vì hội em bình thường nghĩ là cái phần mềm nó làm đúng thì mình chả bao giờ nhân lại cái phần thuế được giảm trừ cả. Vâng, ok chị, thế cái đấy chắc là chị sẽ cho cái ultraview để bên em sẽ vào kiểm tra trực tiếp trên ngày đây. Thứ hai em liên hệ với anh ở qua hay như nào ạ? Vâng, được rồi, chị cứ liên hệ lại với bạn Dung sẽ chuyển lại thì bên em sẽ cho xem lại. Được rồi, em cảm ơn ạ. Vâng, ok chị. Mời các anh chị tiếp theo đi ạ. Chúng ta có những cái vướng mắc gì trong quá trình giải đáp vừa xử lý cần giải đáp thì anh chị có thể nói luôn đi ạ. Thời điểm này cũng là thời điểm cuối điểm ta chuẩn bị nộp tờ khai cho quý 1 rồi. Có nhiều anh chị hôm nay thì có gọi là bây giờ làm có kịp không? Thì với cách alo, vấn đề này nó sẽ kịp thôi. Vâng, anh nói đi ạ. Vâng, anh em cho em hỏi một chút, cái vừa rồi em có nộp cái tờ khai quý 1 đấy. Thì quý 1 của em thì em vẫn sử dụng hóa đơn giấy. À, thì lại có hai số thì loại sang quý 2 ấy. Thì bên thuế họ bảo là mình phải vừa nộp kê khai quý 1 và vừa kê khai quý 2 để cho nó hết cái, xong nó mình hủy cái số lượng hóa đơn giấy còn lại đi. Đấy, thì nếu mà kê khai bây giờ kê khai trên cái trang kê khai của thuế mà kê khai thì quý 2 luôn thì sau này kê 2 khai thì liệu nó có trùng hay vấn đề gì không? Em chưa hiểu cái ý của anh lắm, nghĩa là anh xuất hóa đơn giấy chứ anh chưa xuất hóa đơn điện tử đúng không? Vâng, đấy thì cái quý 1 thì em trên cái hóa đơn của anh là đã viết sang tháng 4 rồi. Vâng. Là có hai số sang tháng 4. Vâng, hai số sang tháng 4. Nhưng mà tại thời điểm ấy thì anh bắt đầu đăng ký sang hóa đơn điện tử để anh dùng trên quý 2 à hay như thế nào? Và có nghĩa là mới đăng ký hóa đơn điện tử được hôm thứ 6. Rồi. Nhưng mà hiện tại chưa dùng. Đấy, thì mình đang muốn là để cơ quan thuế họ đang hướng dẫn là sẽ kê khai luôn, gọi là báo cáo quý 2 luôn. Có nghĩa là báo cáo để hết hai cái số đó và hủy những cái hóa đơn còn lại đi. Đấy. Nhưng mà sợ sau này ví dụ mình báo cáo quý 2 thế sau đến hết ấy mình lại hết quý 2 mình lại báo cáo thì nó có hai cái báo cáo ấy, nghĩa là như này, nghĩa là đến cái thời điểm mà khi mà anh thực hiện đăng ký hóa đơn tử và được chấp thuận thì tại thời điểm đấy sẽ phải hủy hết các hóa đơn giấy còn lại. Vâng, cái đấy là đương nhiên rồi. Vâng. Còn những cái mà anh đã xuất của quý 1 thì anh cứ kê khai của quý 1 bình thường, còn nó có hai cái nó sang quý 2 thì khi mà anh kê khai thì nó vẫn kê khai hai hóa đơn giấy sang quý 2 cũng vẫn được, là có hai hóa đơn giấy rồi sau đó tôi mới chuyển sang hóa đơn điện tử hay vẫn dùng bình thường, nó không ảnh hưởng đến cái chuyện kê khai đấy đâu. Còn nếu mình muốn đẩy hết về quý 1 thì cái đấy thì sau đó sang quý 2 thì mình phải làm cái giảm trừ và mình hủy hóa đơn đấy đi để nó cho số liệu nó khớp thôi, chứ không ý em là theo họ hướng dẫn là sẽ mình làm hai số kia mình làm kê khai quý 2 luôn bây giờ. Đấy thì sợ anh ơi, em bảo này, cái hai số của anh ấy của quý 2 ấy
thì anh sẽ làm báo cáo sử dụng của quý 2 đến cái thời điểm ví dụ ngày mùng 1 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 của anh ý, anh vẫn sử dụng đến ngày 14 tháng 4 đúng không? Đấy, ngày 16 tháng 4 thì anh chuyển đổi sang hóa đơn theo đăng ký tháng 4 78 đúng không? Vâng. Kiểu dạng như thế thì có nghĩa là anh sẽ báo cáo là trên cái báo cáo tình hình sử dụng quý 2 ấy thì anh sẽ làm báo cáo của nó là quý 2 nhưng thời điểm trong đấy là không phải là từ mùng 1 tháng 4 đến 30 tháng 6 mà là mùng 1 tháng 4 đến 14 tháng 4. Anh hủy, anh sử dụng báo cáo hai cái số đấy và số còn lại thì anh nhập vào cái số mà xóa bỏ số còn lại ấy. Vâng, cái đấy thì em hiểu, nhưng mà khi mà đẩy mình đẩy lên phần mềm ấy thì mình phải chọn cái chế độ là báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và kê khai quý 2 mà thì sau đến cuối vẫn tháng 6 là quý 2 nhưng mà nó sẽ anh sẽ tính thời điểm từ mùng 1 tháng 4 đến 14 tháng 4 chứ không phải là từ mùng 1 tháng 4 đến 30 tháng 6 là sẽ là cái báo cáo của lô hóa đơn giấy đấy. Cái đấy là giai đoạn chuyển giao chứ chị vẫn làm thực hiện theo cái này, vẫn làm theo cái đó đi được, nó không ảnh hưởng đến cái ngày. Mấy cho em hỏi một chút là cái chỗ em nó đang xảy ra tình huống nào. Là vừa rồi đăng ký được cái trang cái Etech Mobile ấy, thì trên hệ thống của mình lại bị báo là lục chậm, bị phạt do lục chậm, mà từ xưa nay mình chủ yếu là mình lục qua đội thuế mà đấy thì cái anh đấy thì quý một á, quý một thì bây giờ vẫn kịp mà anh làm sao chậm được, không có nghĩa là không hiểu cái đấy nó lục chậm từ bao giờ. Thế anh phải xem hỏi lại đội thuế này cái nguyên nhân đấy là cái gì, chứ thực ra bây giờ nếu mà nộp cho quý 1 thì bây giờ vẫn là chưa kết thúc đâu. À, cái đấy anh phải trao đổi lại cho với đội thuế xem cái đấy là thuộc của quý 1 hay là của năm trước hay là kỳ nào nhé. Vâng, mới cho em hỏi này, như là cái quý 3 2021 là mình có được giảm 100% thuế đúng không anh? Cái đấy thì có văn bản đấy, nên là anh nên liên hệ anh chị đội thuế thì người ta sẽ nhưng mà người ta không trừ mà người ta sẽ tính sang kỳ sau thì phải. Cái đấy hôm trước em thấy có một số anh bên thuế là có hướng dẫn như vậy. Nhưng mà trên em vào cái Etech Mobile thì nếu như mà nó đã cập nhật vào rồi thì nó phải có tiền dư hoặc gì đấy, mà nên nó chẳng có cái gì cả. Mà nó vẫn báo mình bị lợ hơn 100.000. Và cái thông tin này thì anh liên hệ trực tiếp với đội thuế nhé. Thì cái vấn đề đấy anh sẽ xử lý, tại vì anh quản lý liên quan đến cái số tiền phải nộp và tại thời điểm nào và được giảm như thế nào, được giảm hay khấu trừ hay là tính theo chuyển sang kỳ sau, thì cái đấy anh đội thuế sẽ hướng dẫn cho anh cái phần liên quan đến cái số thuế phải nộp. Vâng, cảm ơn anh. Okay. Em mời anh chị nào là có tên là In Hạ Long, anh chị mở mic nhé. Em thấy có dùng biểu tượng giơ tay. Anh chị mở mic đặt câu hỏi đi. Alo anh ạ, alo ạ. Vâng, rồi chỗ chị Trang, nói đi ạ. Vâng, anh em hỏi một chút ạ. Tức là cách đây 2 tuần trước thì em có nhờ chị Dung xong rồi thì là em cũng đã nộp được tờ khai rồi, em cũng đã nộp tiền thuế của hộ kinh doanh em rồi. Thế nhờ đến hôm qua kêu vào Facebook chat của mình ấy, thì thấy có phải nộp cái tờ khai của nghị quyết 43 đấy. Thì em đang băn khoăn một chút là em đã hoàn thành hết các thủ tục của quý 1 rồi. Em cũng có hỏi các anh chị đổi quản lý thuế của bọn em ấy, thì chị bảo là thôi thì bây giờ thỏa thuận giữa có một bên mua thì là không giảm thuế thì không vấn đề gì. Thì em muốn hỏi lại một chút là ở đây có nhiều người thì có thể tư vấn cho em là thế bây giờ em có thể nộp lại tờ khai để bổ sung thêm cái tờ khai 43, tức là em cũng chẳng cần cứ hóa đơn em cũng không giảm trừ gì cả, nếu mà có nộp thì chỉ là nộp tờ khai trống ấy, thì là như thế nào nhỉ anh nhỉ? Anh Sơn hỗ trợ trả lời giúp em câu này với anh Sơn. Alo ạ. Rồi ok, mình đây mình đang xem lại câu hỏi của bạn này. Thứ nhất là bạn đã nộp tờ khai xong của cái kỳ vừa rồi rồi đúng không? Vâng đúng rồi ạ, em cũng đã nộp tiền thuế luôn rồi ạ. Còn bây giờ thì là cái phần được giảm trừ là cái theo cái nghị quyết 43 là bạn có tính lại cái thời điểm trước bạn nộp thì đã tính giảm trừ thuế ở phần đấy chưa hay là chưa tính? Em có hỏi các anh thuế thì anh bảo là nếu mà em hai bên thỏa thuận nó không giảm thì cũng không vấn đề gì, thế là mà em cứ xuất hóa đơn bình thường cũng không có giảm giết gì cả. Xong rồi thì em nộp lên tờ khai thì tờ khai ở tổng cục thuế người ta cũng đã chấp nhận cho em rồi, em mới đi nộp tiền thuế này. Thì đến bây giờ thì có
thấy ở trong group chat ấy, thì thấy mọi người cứ bảo là như thế, nên em hoang mang là sau hết các thủ tục là nộp thì được tính theo cái kiểu gì cơ, em lại sợ nộp bổ sung thì nó cũng không hợp lý lắm rồi. Cái này thì rồi cái câu hỏi của chị thì thứ nhất là ban đầu là mình biết là được giảm, nhưng mà thỏa thuận giữa hai bên là thôi nó ít, nó không đáng gì cho nên chúng ta không giảm, đúng không? Rồi sau đó thì bây giờ thì thấy mọi người là nói là vẫn phải giảm theo cái nghị quyết 43 đấy, thì lại phân vân lại muốn là tính lại để mà nộp cái phần thuế đấy. Em cái đấy thì bởi vì em có hỏi các anh chị quản lý rồi, thì anh chị bảo không cần phải làm lại đâu em ạ. Thì có nghĩa là bây giờ ý em là chỉ hỏi một cái vấn đề là có phải nộp lại tờ khai không, với lại không, tờ khai của chị đã nộp rồi thì chị không phải nộp lại nữa. Mình đã nộp và mình đã hoàn thành cả nộp và cả thuế rồi thì mình không cần phải làm lại. Tại vì nói thật, nếu mà liên quan đến giảm thuế thì một loạt các hóa đơn của chị mà trước đây xuất mà chị không ghi giảm thì những hóa đơn mình phải làm điều chỉnh hết. Thế cho nên là các chị đội thuế bảo là, tại vì cũng có nhiều khu vực thuế ấy, là thứ nhất là tại thời điểm mà áp dụng cái nghị quyết này thì cái thông tin chưa về kịp đến nơi, chưa được tập huấn. Thế cho nên các chị đã xuất hóa đơn rất là nhiều rồi. Thứ hai là về cái đây nó cũng là cái chính sách quyền lợi cho cả hai bên, cả người mua và người bán, và hai người mua và bán rồi thì cũng thỏa thuận rồi, thì nó giống như trường hợp là các chị xuất hóa đơn mà không ghi giảm thuế thì tất cả các mặt hàng trên đấy nó sẽ không được giảm thôi, thì cái đấy thì nó cũng không ảnh hưởng đâu. Mà chị đội thuế đang hướng dẫn vậy thì mình cứ làm như vậy thôi, chứ mình không cần phải nộp lại. Đúng, nộp lại nó nhiều vấn đề liên quan đến các hóa đơn chị đã xuất ra. Mà và chị đội thuế hướng dẫn thì chị cứ làm như vậy thôi, chắc là không ảnh hưởng các hóa đơn như vậy. Mà em ơi, các câu hỏi tiếp theo của anh chị ạ. Anh ơi, anh cho em hỏi là giờ em khai thuế xong rồi thì bảo em nộp tiền xong thì có cần phải nộp thêm thuế thừa khoán không anh? Thực ra khi hộ chuyển sang kê khai thì sẽ không phải nộp thuế khoán. Thế nhưng mà tuy nhiên là có một số những vấn đề mà vừa rồi các anh đội thuế cũng có hướng dẫn, là chúng ta có những hóa đơn lẻ mà chúng ta chưa thực hiện kê khai thì các anh chị là tạo một cái hóa đơn đấy để cho nó đúng với doanh số của các hóa đơn lẻ mà các chị chưa kê khai. Đấy, vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là có những trường hợp mà cái mức thuế ở khu vực đấy mà đang chưa đúng, chưa đủ chẳng hạn, thì các anh có hướng dẫn là nộp bổ sung, thì các anh chị lưu ý là xem trường hợp đấy thì xử lý như thế nào. Thì cái này vấn đề đội thuế chắc là có hướng dẫn cho các anh chị rồi. Còn về nguyên tắc thì hộ kê khai rồi thì sẽ không phải nộp thuế khoán nữa, trừ khi là anh vẫn đang trong là trường hợp là hộ khoán. Dạ vâng, em hỏi con này. Alo, anh cho em hỏi là bây giờ em có hai mẫu hóa đơn ấy, thì bây giờ mình sử dụng lúc mình viết hóa đơn ấy thì nó sẽ nằm trên trên mẫu nào anh nhỉ? Anh có hai mẫu hóa đơn là thuộc áp dụng như thế nào? Ý là bây giờ có thêm cái logo ấy nhỉ, bây giờ mình tạo thêm một cái mẫu hóa đơn mới để mình thêm cái logo vào trong hóa đơn ấy. Thì sau này thì anh thiết lập là xuất theo cái hóa đơn mà có logo anh nhé. Thì anh sẽ sử dụng cái số lượng đấy. Nhưng mà mình không bỏ tích được cái dấu hóa đơn cũ. Hóa đơn cũ khi mà anh đã thiết lập trên cái hệ thống tài khoản thanh toán theo cái thông tin hóa đơn mới rồi thì nó sẽ tự nhận sang cái mới chứ nó không nhận cái cũ nữa đâu. Cái mẫu mới ấy, mẫu mới của anh ấy. Tại vì cùng hóa đơn như vậy thì là nó sẽ tại một thời điểm nó chỉ cho anh chọn một trong hai loại thôi chứ nó không một lúc xuất cả hai cái ở đâu. Ý là lúc mình tạo hóa đơn là nó cho mình chọn mẫu hay là nó thiết lập sẵn cho anh rồi, là cái sau là của anh ấy. Anh bỏ cái phần là cái chỗ sử dụng của cái hóa đơn cũ, anh bỏ cái tích sử dụng cái thôi thì là nó sẽ tự chuyển sang hóa đơn mới của anh. Được, cái này cảm ơn. Rồi, cảm ơn chỗ anh. Và còn anh chị nào có câu hỏi gì tiếp theo nhỉ? Có lẽ hôm nay là cái buổi hướng dẫn cho cái tháng này trọng tâm thôi, chứ sang tuần sau có lẽ là kỳ nghỉ lễ các chị có khi lại sẽ không còn thời gian nữa. Rồi, mời chỗ anh Hiếu là ai đây ạ? Anh mở mic ạ. Vâng. Anh cho em hỏi một chút xíu. Anh có thể phân tích giúp cho em cái chỗ mà cái dịch vụ mà không bao thầu nguyên vật liệu mới cả có bao thầu, tại vì cái đấy trước em cũng ấy nhưng mà thấy nó cũng hơi mơ hồ một chút. Cái của em thì nó là cái dịch vụ phun thuốc muỗi với cả khử trùng đấy, thì cái hóa chất thì là của bên mình xuất ra mình phun, thì cái đấy thì nó thuộc cái đối tượng nào, ở cái nhóm nào?
Cái đấy của anh là khả năng sẽ thuộc nhóm là có bao thầu nguyên vật liệu đấy, vì của anh nó là cái vật liệu của anh nó là thuốc mua về, giống như các anh chị ngoài bên photo ấy, photo ấy nó cũng thế, là khi mình thực hiện cái dịch vụ đấy nó đi kèm với lại cái vật tư vật liệu của mình mua về, thì khả năng anh sẽ thuộc cái nhóm đấy. Còn những dịch vụ mà không bao thầu nguyên vật liệu thì đó người ta chỉ ví dụ đơn vị thi công xây dựng chẳng hạn, người ta chuyên cung cấp những cái dịch vụ về sửa chữa hay là làm những cái gì đấy mà nó không 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 liên quan đến vật tư vật liệu, thì nó thuộc cái nhóm này như vậy. Thì như cái phần mềm Anh đặt này lại câu thì hỏi đấy xem kiểu nào, anh đặt lại câu hỏi chi tiết cái vấn đề đấy xem là cụ thể của anh là dịch vụ như thế nào để mình tra cho. vâng, có nghĩa là cái của em ấy là hiện tại em có một số dịch vụ ví dụ như diệt mối này, phun muỗi và phun khử trùng, thì thực tế là tất cả khi mình hợp đồng với các đơn vị mà có nhu cầu ấy, thì là mình chỉ hợp đồng trên ví dụ trên mét vuông hoặc trên số lần phun đấy, còn hóa chất cái thứ là của mình và công phun cái thứ máy móc là của mình đấy. Thì em muốn xem là cái đấy là thuộc cái đối tượng là không bao thầu hay là có bao thầu. Cái này thì xưa kia thì anh làm có bao thầu hay không bao thầu? Trước kia thì em là vẫn vẫn để ở chế độ không không bao thầu, trước thì cũng cứ hiểu là đơn giản là đó là mình phun và mình cũng không gọi là không có cái hợp đồng gì về cung cấp nguyên liệu à, cung cấp hóa chất hay gì đấy, nhưng mà cái hôm vừa rồi thì khi mà đưa vào phần mềm thì nó lại tự nhảy sang là có bao thầu, thì tại vì em có xuất theo hướng dẫn thì có xuất xuất kho hóa chất mà, thì nếu khi hiện ra thì báo cáo thuế thì thấy trước từ trước ngay thì mình vẫn báo cáo thuế ở cái ô không bao thầu, vừa rồi thì là báo cáo thuế thì nó nhảy sang cái ô có bao Trong thực thầu. tế thì về thứ nhất là về trong chương trình phần mềm thì anh chỉ chọn cái dịch vụ đấy nó nằm ở nhóm nào thì nó tự động nó sẽ tính ở cái nhóm đó do anh thiết lập cái mã ban đầu. Thì cái vấn đề này chúng ta cần phải lưu ý, không có chúng ta bị sẽ tính sai cái phần thuế chúng ta phải phải nộp. Thế còn cái dịch vụ mà phun thuốc diệt muỗi diệt trùng của anh ấy thì cái này nó sẽ nằm, nghĩa là nó sẽ nghiêng đến 70-80% là nằm đối tượng là dịch vụ, không có bao thầu nguyên vật liệu. Đấy, dịch vụ này ấy, thì trong cái phần dịch vụ này bởi vì nó có cái bao thầu nguyên vật liệu là nó mình cũng có cái về vấn đề liên quan đến cái thuốc đấy. Đấy, nó cũng có, nếu mà nói về vấn đề là nó có nguyên vật liệu không thì nó có. Bởi vì khi mà chúng ta đi phun thì nó vẫn phải có cái vấn đề đó. Thế nhưng mà cái tỷ lệ mà cái nguyên vật liệu đấy nó nằm trong cái dịch vụ đó thì mình cho rằng là nó thấp. Cho nên xưa kia, từ xưa đến nay tất cả mọi người đều tính cái đấy là nằm trong đối tượng dịch vụ không có bao thầu nguyên vật liệu mà nó tương ứng với 7%. Đấy thì nó nằm trong cái đương dịch vụ. Đấy, và xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu. Thế thì cái phần về phun thuốc muỗi ấy, diệt Vâng. muỗi thì nó nằm ở đối tượng là dịch vụ. Đấy, chứ nó không phải là xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu không nguyên vật liệu. Thì cái này nó nằm trong nhóm này gọi là nhóm dịch vụ, cho nên là thì theo quan điểm của mình thì vẫn đang tính 7% là hợp lý. Trước nay em toàn tính 4,5 ấy, trên nhóm 4,5 ấy. Thế còn cái 4,5 thì nó nằm ở đây đây nhá, dịch vụ thì nó nằm 7%. Đấy, thế còn nếu mà nó chuyển sang cái nhóm 4% thì nó gồm có sản xuất này, vận tải này, dịch vụ có gắn với hàng hóa. Đấy, hàng hóa xây Alo, dựng có bao thầu nguyên vật em liệu, ngắt lời một chút, thế thì dịch vụ này cái mặt hàng của canh này giống nhà em đấy, nhưng mà thấy bỏ cái mặt hàng này là có bao thầu, dịch vụ có bao thầu có nguyên vật liệu của mình đấy, nguyên vật liệu của mình là hóa chất và clo mấy thuốc muối thì đương nhiên là cái này nộp thuế 4,5% chứ có phải 7% đâu anh. Vâng, hôm em hỏi bên thuế thì bên thuế nói là cái này là 4,5%, còn nếu mà dịch vụ như là không bao thầu đấy thì ví dụ như dịch vụ hút bể phốt này thì bên đấy thì rồi mới là rồi 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 7%, rồi còn cái dịch vụ thuốc muối này thuốc thì đương muỗi nhiên này là thì nó hàng nằm hóa hóa bốn chất bốn của phẩy năm phần trăm là hợp lý hơn. mình đây là mình cái mét vuông thì là đương nhiên là 4,5% là đúng rồi. Cái này thì nó vì nó có cái vì có cái phần phần hóa chất của mình vào kèm ở đây nữa thì nó tính Vâng, thuốc vào muối thì mức đương nhiên là không phần thuốc của trăm. anh rồi.
Thuốc mũi cũng là phun, thuốc phun của anh rồi, anh chỉ mất công phun thôi. Thì đương nhiên là dịch vụ 4,5. Anh vừa hỏi là anh ở đâu nhỉ? Anh kết bạn Zalo để trao đổi tí anh ơi. Vâng vâng. Chị đã chị gì nhỉ? Em Zalo Quỳnh Nguyễn nhanh nhá. Dạ vâng vâng. Chị ở đâu nhỉ? Em ở đâu còn lâu mới nói, anh cứ nói kết bạn Zalo đi. Em là Quỳnh Nguyễn thôi. Đấy, ok, cảm ơn anh chị. Vâng. Hợp lý đấy. 5% hợp lý hơn. À vâng. À em xong thì em có vừa em định trao đổi một cái chút cái chỗ mà có cái chị hỏi về cái mà miễn giảm đấy, thì em cũng đã xảy ra cái tình huống như thế. Là sau khi mà viết hóa đơn ấy thì ban đầu thì mình thỏa thuận là không miễn giảm. Nhưng mà nếu mà muốn thỏa thuận không miễn giảm ấy thì mình phải có một cái xác nhận của hai bên và mình phải lưu lại cái đó. Nếu không có lưu lại đó thì sau cơ quan thuế nó sẽ sờ đấy. Thì em đã được cơ quan thuế người ta hướng dẫn như vậy. Thế nên cái kinh nghiệm cá nhân cũng không hẳn như vậy. Trong cái việc mà thỏa thuận thì nó như thế này, về vấn đề liên quan đến thuế thì mình xin trả lời trong cái trường hợp này như thế này. Vâng. Cái quyền lợi của hai bên khi mà mua và bán thì tính thuế. Thì theo quy định chung là chúng ta đang tính cái mức thuế của chúng ta ấy theo cái tỷ lệ của phần trăm như thế này. Cái khi mà cái đối tượng của chúng ta mà nó nằm trong cái nhóm mà chúng ta được giảm. Vâng đấy, cái nhóm giảm. Khi mà chúng ta được giảm thì trên cái nội dung thỏa thuận của thỏa thuận là cái gì? Thỏa thuận đó chính là trên cái hợp đồng thôi. Đấy, trên hợp đồng và khi mà chúng ta thực hiện xuất bán hàng hóa thì chúng ta trên cái hóa đơn của chúng ta thì quyền lợi của bên mua và bên bán được giảm xuống 20% của trên cái tiền thuế. Yeah. Nếu hai bên không thực hiện cái vấn đề đó thì có nghĩa rằng không thực hiện cái nghĩa vụ, à không thực hiện cái quyền lợi của mình được giảm thì mình cứ nộp bình thường, không có vấn đề gì cả nhá. Đấy, còn cũng có thể mỗi người mỗi quan điểm, nhưng mà theo quan điểm của cá nhân mình thì đó chính là quyền lợi của người nộp thuế. Mà nếu quyền lợi của người nộp thuế mà hai bên đã thực hiện rồi cái giao dịch đó mà không thực hiện cái vấn đề quyền lợi của mình vào nộp cái tiền đấy vào trong ngân sách thì mình cho rằng không có rủi ro gì, không có vấn đề gì, không có gì phải sợ cả, trốn thuế mới sợ. Còn đây là gì, có quyền lợi nhưng không thực hiện cái quyền lợi đó mà nộp vào trong ngân sách nhà nước thì theo quan điểm của mình không có vấn đề gì cả nhá. Anh chị không phải lo. Vâng vâng vâng. Anh ơi, cho em hỏi chút được không ạ? Rồi. Tức là cái hóa đơn đấy, lúc nãy em có nghĩa là có một cái hóa đơn vừa là giảm thuế và vừa không giảm thuế. Nhưng hôm đấy em lại đưa nhầm vào là tất cả đều giảm. Bây giờ mà em nộp tờ khai nó lên tất cả những cái phụ lục đấy thì bây giờ em sửa kiểu gì anh nhỉ? Thì cái này nó phải bắt nguồn từ cái việc mà hóa đơn đã xuất rồi. Vâng. Mà hóa đơn này là bị xuất bị sai. Vâng ạ. Bây giờ muốn sửa thì phải dùng một cái hóa đơn để xuất điều chỉnh cái hóa đơn kia. Vâng. Để mà nó trả về cái thuế đúng. Tại vì cái việc này nó lại khác. Đó là gì? Trong cái trường hợp là nó có cái mặt hàng được giảm và có cái mặt hàng không được giảm. Vâng. Thì theo nguyên tắc là chúng ta phải tách hai hóa đơn đấy ra. Đúng rồi ạ. Vâng. Tách hai hóa đơn đấy ra thì chúng ta mới được giảm cái phần hàng hóa mà chúng ta được giảm xuất một cái riêng, còn lại thì xuất một cái riêng. Đấy, thế thì bây giờ là việc mà mình đã xuất cái hóa đơn đấy tổng vào một cái hóa đơn mà nó làm giảm hết xuống rồi. Đấy, thì bây giờ là chúng ta cần phải đúng quần đó ra, thì bây giờ chúng ta cần phải thực hiện xuất cái hóa đơn. Bây giờ làm nào để xuất được điều chỉnh, bởi vì nó hơi khó ở cái chỗ này. Một cái hóa đơn đấy bây giờ là vậy thì bây giờ chỉ có xuất cái hóa đơn đấy theo nguyên tắc là phải chuyển hết về là không được giảm. Đấy, vì xuất một hóa đơn điều chỉnh tăng cái phần thuế đây ra về không được giảm, bởi vì nó chung cùng một hóa đơn. Thì để từ đó kê khai tính thuế lại cho nó đúng là được. Nhưng mà bây giờ là hết quý, tức là cái hóa đơn đấy em đã xuất từ đợt tháng 2 mà không, bây giờ sao? Là hết quý. Thời điểm này dùng cái hóa đơn hiện tại xuất một cái hóa đơn điều chỉnh cho tháng 2 thì cái hóa đơn thời điểm hiện tại nó điều chỉnh cho cái hóa đơn tháng 2 thì cái hóa đơn thời điểm hiện tại nó sẽ không ghi nhận cái doanh thu các cái nội dung đấy vào trong quý 2 mà nó sẽ ghi nhận vào thời điểm của quý 1. Cái hóa đơn xuất điều chỉnh bây giờ nó không tách rời với cái hóa đơn thời điểm tháng 2. Tức là bây giờ là tháng 3, tháng 4 rồi vẫn xuất được điều chỉnh được hóa đơn tháng 2 anh?
Bây giờ hóa đơn tháng 4 xuất vào thời điểm tháng 4, nhưng mà cái hóa đơn đó trên nội dung thao tác là thực hiện điều chỉnh cho hóa đơn của tháng 2. Hóa Vâng. đơn tháng 2 sai thì bây giờ phải dùng một cái hóa đơn để xuất điều chỉnh cho cái hóa đơn của tháng 2 đấy để trở về đúng. Mà trên cái hệ thống của nó sẽ tự biết được là cái hóa đơn thời điểm hiện tại xuất vào thời điểm hiện tại, nhưng mà điều chỉnh cho cái hóa đơn thời điểm tháng 2 và tính thuế vào thời điểm tháng 2 cho chính Vâng. xác. Thế thì để đến quý 2 thì em làm em điều chỉnh được không anh? Nguyên tắc là quý nào tính quý đấy, không có tính điều chỉnh quý 2. Quý tại À thế vì ạ. thuế nộp của quý nào phải tính quý đấy thì nó mới đúng của cái thời điểm, còn nếu không sang quý 2 là bị phạt hành chính. Vâng ạ. À, vâng, em cảm ơn ạ. À, em chào anh. Mình Rồi, xin trả mời lại giải mic cho anh tiếp theo Tuân. ạ. Anh chị nào Vâng. còn câu hỏi tiếp không? Còn số anh chị là kế toán hạng 5 kìa, các chị có câu hỏi em ạ? Anh cho em hỏi một chút được. Vâng, Minh Huy và anh nói ạ. Bọn em kinh doanh thì rất nhiều cái mặt hàng, tại vì là từ văn phòng phẩm đến thiết bị máy rồi thì đến có kể cả có những cái mặt hàng thuộc dịch vụ. Thì bây giờ căn cứ theo cái gì để bọn em tra làm sao cho mặt hàng mình xuất ra nó là được giảm thuế hay không giảm thuế? Tại vì em cũng chưa được hiểu lắm về cái chỗ này. Căn cứ để mà anh xác định được giảm hay không được giảm ấy Vâng. thì nó có cả cái nghị quyết số 43 và cái nghị định số 15 đây trên cái văn bản này, tại vì nó liên quan đến quyền lợi của anh thì anh bắt buộc anh phải tìm hiểu về văn bản thôi chứ không chả có cách nào khác cả, bên làm nào để biết được cái vấn đề đó thì phải vào trong cái văn bản này để tra cứu đấy. Thì anh tra cứu thì ở trên cái nghị quyết là của Quốc hội ban hành, cái thứ hai Vâng. là nghị định là do chính phủ ban hành đấy. Thì trên cái nghị định này nó sẽ có các cái ngành nghề mặt hàng của anh, thì anh vào đây anh tra những cái nhóm mặt hàng được giảm thuế đấy, thì Vâng. anh vào anh tra chi tiết xem là cái ngành hàng của anh nó là đối tượng nào được giảm, đối tượng nào không được giảm. Vâng. Ừ. Anh chia sẻ cái này giúp em lên nhóm để em tải về được không? Cái này anh cài chương trình phần mềm thì nó được tích hợp trong chương trình phần mềm. À, trong trong cái phần mềm kế toán của mình có đấy, cái này rồi đúng không? Có anh ạ, đây nhá, anh Vâng. vào trong chương trình phần mềm nó sẽ nằm ở trong cái mục này. Vâng. Đây anh vào trong cái phần phần giúp đỡ này. Có mục văn bản pháp luật này. Luật. Vâng. Anh bấm vào đó thì nó tự động nó sẽ có lôi cái văn bản này về cho anh tra cứu. Dạ vâng. Ok, cảm ơn anh nhá. Dạ Vâng. vâng. Mời các chị có hỏi tiếp theo đấy ạ. Alo, các chị Chắc là cần hỗ anh trợ nữa chị không ạ? cũng đã về cơ bản cũng đã được hướng dẫn rất nhiều lần, hướng dẫn đi lại cả về góc độ nghiệp vụ, cả về góc độ để thực hiện được hóa đơn, hiểu thế nào là hóa đơn và hóa đơn điện tử, hiểu được về sổ kế toán và thực hiện ghi chép sổ kế toán trên hệ thống phần mềm, và phần đơ thì chắc anh chị đã nắm được và đã thực hiện được về vấn đề liên quan đến tờ khai. Thì cũng rất là mong rằng anh chị nắm được rõ các cái quy định của văn bản pháp luật hiện hành, thực hiện đúng theo các cái quy định đó để làm tốt cho cái hộ kinh doanh của mình, để đảm bảo được cái quyền lợi của mình trước pháp luật, bảo vệ được thỏa đáng tất cả những cái quyền lợi của mình. Đấy, thế và nộp được cái tờ khai thuế lên hệ thống, nộp được thuế điện tử. Đấy, chúc cho anh chị sẽ hoàn thành được tốt trong cái kỳ kê khai này. Đấy, thì chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ sao cho đảm bảo hết cái quý 1 đến hết tháng 4 này, thì để anh chị nộp được hết toàn bộ báo cáo của quý 1 và hoàn thành được các cái công việc của mình. Tin rằng bắt đầu từ thời điểm quý 2 trở đi thì tất cả các công việc của anh chị nó sẽ dễ dàng và nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Rất là cảm ơn anh chị. Vâng, mời câu hỏi của anh chị nếu anh chị còn câu hỏi tiếp theo. Vâng. Anh ơi, cho em xin hỏi ạ. Vâng ạ.
Em muốn hỏi là bây giờ nhà em có cung cấp các mặt hàng, các loại cây cảnh ấy, các loại cây hoa cảnh rồi thì cây xanh, tóm lại là tất cả các loại cây. Thì bây giờ những cái loại cây đấy mà mình không muốn lấy hóa đơn đầu vào, mình thì mình sẽ làm bảng kê thu mua của những người họ trồng có được không ạ anh? Ở đây thì chúng ta phải hiểu như thế này. Cái việc mà chúng ta đi mua hàng thì không thể nói là muốn lấy hay không lấy hóa đơn được. Cái việc mà chúng ta làm thế nào đó để khi mà chúng ta thực hiện cái việc mà khi chúng ta mua hàng thì cái bên bán hàng của chúng ta họ phải có trách nhiệm xuất hóa đơn cho chúng ta. Để từ đó ở bên mua hàng, ở bên bán hàng họ phải hoàn thành nghĩa vụ thuế. Thế còn đối với trường hợp hộ kinh doanh của chúng ta thì khi mà chúng ta thực hiện bán hàng ra thì chúng ta cần phải xuất hóa đơn để chúng ta hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước. Vậy khi mà chúng ta đi mua hàng thì chỉ trong trường hợp khi mà chúng ta mua của các hàng hóa trực tiếp do bà con nông dân họ thực hiện sản xuất ra đấy, và có các cái giá trị nó không lớn đấy, không lớn thì thế nào là không lớn thì nó quy định ở trong luật là để mà từ đó chúng ta mới được quyền để lập cái bảng kê, chứ không phải tất cả chúng ta đều thực hiện bảng kê. Vậy nếu như mà bạn là cây cảnh, bạn mua ở gom mua của rất nhiều những các cái cá nhân, bà con mà họ làm nhỏ lẻ thì bạn có thể thực hiện là bảng kê được. Nhưng khi mà bạn làm ở trong, mua ở trong một cái tổ chức, mua một cái đơn vị mà họ làm lớn thì họ phải có nghĩa vụ nộp thuế. Đấy thì chúng ta phải nhìn như thế này thì để cho nó văn minh này. Chúng ta đi bán hàng, chúng ta đang hộ kinh doanh đây thì chúng ta đang là những người mà tuân thủ để nộp thuế. Thế vậy thì những cái đơn vị mà kinh doanh bán hàng cho chúng ta thì tại sao họ lại không xuất hóa đơn cho chúng ta? Đấy thì chúng ta cũng cân nhắc để thực hiện làm như thế nào đó để cho nó đảm bảo, cho nó đúng nhất. Thế còn trong trường hợp nếu như mà bạn mua của bà con mà từ các cái hộ, từ các cái gia đình mà họ làm trực tiếp nhỏ lẻ thì bạn có thể là đối tượng là nông lâm thủy sản thì bạn có thể làm bằng kê được. Vâng, cảm ơn bạn. Vâng ạ, anh ơi, tức là có một số cái mặt hàng mà mình mua thật của người ta ấy, đấy thì là mình sẽ làm bằng kê. Thế còn những cái mặt hàng mà mình cần phải lấy hóa đơn thì là mình vẫn lấy. Thì như vậy nếu như những có một số cái mặt hàng mà mình lấy được của những cái người người ta tự làm, tự bà con người ta tự làm được ấy, người ta tự trồng và người ta bán lại cho mình ấy, thì như thế thì mình chỉ cần làm một cái bảng kê chứ có cần phải thêm một cái giấy tờ gì nữa không anh? Thực ra thì thế nào được gọi là chứng từ và những các cái biên nhận, thì trong những cái vấn đề mà thực tế thì chúng ta phải xác định như thế này: nếu như mà chúng ta mua thực của các bà con thì chúng ta lấy biên nhận thôi, còn lấy đâu ra hóa đơn, lấy đâu ra chứng từ. Thế còn nếu mà chúng ta nói để nói đúng đủ theo quy định của luật thì nó không khó. Nhưng nếu quả thật mà chúng ta mua gom từ của các bà con, họ có vài ba cái cây ở vườn nó họ bán cho chúng ta, thì mình cho rằng góc nhìn của cá nhân mình thôi nhé, chứ còn anh chị cũng chỉ tham khảo, tại vì chúng ta nếu mà chúng ta nói đúng thẳng băng ra mà theo quy định của luật thì nó cũng có nhiều cái khó. Nhưng mà trong thực tế thì những cái trường hợp như vậy thì mình cho rằng những cái biên nhận mà từ bà con về để mình chứng minh được nguồn gốc, mình có mua thật từ ông A bà B những cái hàng cây về, thì mình cho rằng là vẫn có thể áp dụng được. Em sẽ hỏi thêm câu nữa là dọn rác thải rồi chặt cây rồi hút bể phốt, thì những cái đó thì nó sẽ là vào cái thuế dịch vụ, thì nó sẽ có cái chi phí nhân công. Thì cái chi phí nhân công thì mình chỉ cần phải alo. Vâng, bạn cứ nói đi. Cái chi phí nhân công ấy thì mình chỉ cần phải làm, mình sẽ phải cần phải làm là hợp đồng lao động với lại cái công nhân người ta làm cho mình. Vậy thì mình chỉ cần lưu cái hợp đồng lao động đấy, và khi hạch toán vào sổ kế toán thì mình có phải hạch toán như thế nào không, hay mình chỉ vào cái cột như cái báo cáo quý 1 đấy thì là mình sẽ vào cái cột là chi phí nhân công thôi anh? Thực tế ra thì ở đây chúng ta nếu mà nói là phân tích về vấn đề chi phí nhân công thì nếu nói theo quy định của luật thì nó rất là nhiều vấn đề phức tạp.
Ví dụ như là gì, khi mà chúng ta làm các cái dịch vụ, nếu nói đúng theo quy định của luật là chúng ta thuê lao động thì nó có hai cái đối tượng, là đối tượng thứ nhất là hợp đồng dài hạn. Dài hạn là gì? Cái thời gian để chúng ta ký từ trên một tháng trở lên, có hợp đồng lao động thực hiện để mà chúng ta trả lương cho họ thường xuyên hàng tháng, thì chúng ta lại còn phải có hợp đồng lao động, có cái bảng lương chấm công để mà tính ra cái tiền lương trả cho người ta, và thậm chí là hợp đồng trên một tháng là đã phải nộp bảo hiểm rồi. Đấy, thì đấy là theo quy định của luật. Thế còn đối tượng thứ hai là đối tượng mà hợp đồng lao động nhưng mà nó mang tính chất vụ việc, có nghĩa là có việc thì tôi gọi ông mà không có việc thì thôi. Đấy, thì cái vấn đề là đấy nó cũng là một cái đối tượng là hợp đồng lao động nhưng nó không có tính chất thường xuyên. Đấy, nó có cái tính chất không có tính chất thường xuyên, thì có việc thì tôi sẽ gọi anh đến để anh thực hiện. Đấy, thế thì trong cái trường hợp này thì là đối tượng không phải nộp bảo hiểm. Thế còn trong thực tế thì nói thật là hộ kinh doanh thì chúng ta cũng khó phải có thể để mà thực hiện được đầy đủ, trừ các hộ lớn. Đấy, thì khi đó thì cái chi phí mà tiền lương thì bạn chỉ cần có cái hợp đồng thỏa thuận với cái người lao động đó để bạn chi trả cho họ làm những cái việc gì, đấy, thời gian cụ thể bao nhiêu và bạn kẹp vào, và khi bạn chi trả lương cho người ta thì nó sẽ có cái chứng từ để chứng minh là khi chi trả cái lương đấy, và cái sổ chi phí ấy, bạn kê cái chi phí trả tiền lương vào đấy là được. Cơ bản nó cũng không có quá trọng yếu trong cái vấn đề này. Vâng rồi ạ. Vâng, vâng, okay, em cảm ơn bạn. Dạ. Vâng, vâng, cảm ơn anh nhé. Dạ. Cho mình hỏi nhờ cái. Dạ vâng ạ. Việc thứ nhất là mình hỏi là của mình là bên vừa là sản xuất dịch vụ có bao hộ thống nguyên vật liệu ấy, làm biển quảng cáo ấy, thì là một người cho mình hỏi là cái thuế đấy là 4,5% rồi, nhưng mà vì có những cái mặt hàng mình nhập kho và mình xuất thẳng luôn thì là thuế là theo giá hàng hóa, thì mình có được tích 1,5% nữa không, kết hợp cả hai cái đấy tích được không, hay là chỉ bắt buộc là mình phải tính 4,5%? Cái này thì thuộc về quyền lợi của bạn rồi. Cái gì mà nó thuộc về hàng hóa, bạn có thể vừa bán dịch vụ, vừa bán các mặt hàng mà do bạn sản xuất, mà vừa bán các cái hàng hóa thương mại, thì cái gì mà thuộc về hàng hóa thương mại bạn mua về xong bạn bán luôn thì bạn được quyền tính 1,5%. Cái đấy thì cái đấy thì hộ kinh doanh bạn tự xác định. Nói nhỏ quá chả nghe gì cả. Bạn có nghe rõ chưa? Rồi, nói đi nào. Cái nào thuộc về đối tượng hàng hóa thì nó sẽ thuộc đối tượng là 1,5%. Còn thì cái nào thuộc về sản xuất thì đương nhiên là 4,5%, thì cái này bạn tự xác định nhá. Thì có nghĩa là mình tích được cả hai đúng không? Được, cả hai thoải mái, không vấn đề gì cả. Ok, thế là một. Thứ hai là cho mình hỏi này, vì là cái bên này nó là sản xuất, nhưng mà ý là cái nguyên vật liệu xuất kho đã đành, nhưng mà ví dụ cái thành phẩm mình bây giờ mình đang muốn hỏi là những cái thành phẩm mình làm xong rồi mà chưa mang đi giao cho khách hàng, thì mình vào cái nhập kho thì vẫn vào cái số nhập hàng như trong cái phần mềm đấy, là chỉ vào cái phần nhập hàng như là nguyên vật liệu đấy ạ? Thực ra ở đây thì bạn không phải liên quan đến, nghĩa là bạn chỉ mua nguyên vật liệu về thôi. Khi nào mà bạn xuất ra thì bạn xuất cái nguyên vật liệu, chứ còn nó không liên quan đến. Còn cái thành phẩm của bạn thì bạn tự quản lý thôi nhá. Ở trên sổ kế toán thì nó không quan tâm đến cái việc, không giống như doanh nghiệp. Rồi, ok. Cảm ơn. Hỏi này, trên cái tờ của thuế mà giảm theo cái nghị định 43 ấy, thì mình có tích rồi mà xong rồi trên cái tờ khai mà xem như vừa lúc nãy của bạn chiếu ấy, thì cũng không thấy có cái số tiền hiện ở trên đấy là thế nào, được của mình cũng thế. Như thế nào nhỉ? Anh Tuân giải thích câu này và share lại cái màn hình lên xem nào. Rồi, kéo lên trên. Anh tôi xin phân tích để anh chị thấy được cái này này. Trên cái tờ khai của anh chị ấy, cái doanh thu này này, nó sẽ là cái doanh thu
mà chưa tính giảm thuế. Cho nên khi anh chị cộng toàn bộ cái hóa đơn vào thì nó sẽ nhỏ hơn cái thằng này này, nhỏ hơn cái doanh thu này. Thì nguyên tắc nó phải như thế nó mới đúng. Bởi vì nó căn cứ vào nó phải là cái doanh thu mà chưa giảm doanh thu gốc. Thì để từ đó nó mới tính ra được cái số thuế giá trị gia tăng này này. Thì cái số thuế này nó sẽ là gì? Nó sẽ nhân ra cái số thuế theo tỷ lệ của anh chị. Và trong cái mặt hàng đấy của anh chị mà được giảm thì sau đó nó trừ đi phần thuế giảm thì nó ra còn thuế giá trị gia tăng của anh chị còn phải nộp. Đấy, thì cho cái đoạn này thì vừa rồi cũng có rất là nhiều anh chị, kể cả là cán bộ thuế cũng như là kể cả là chỗ hộ kinh doanh có hỏi trao đổi với chúng tôi, thì chúng tôi có giải thích rằng bản chất nó phải lấy từ cái doanh thu gốc này chưa có giảm, chứ không mà nếu không có thì chúng ta sẽ rất dễ bị nhầm là giảm hai lần. Cho nên là cái doanh thu này là doanh thu mà tính trong thời điểm chưa giảm, tổng cộng tất cả các hóa đơn của anh chị nó sẽ nhỏ hơn thằng này, nhỏ hơn đúng cái phần thuế mà của anh chị được giảm. Anh Tuấn kéo lên. Đấy, thì anh chị lưu ý cái đoạn này. Lên. Được chưa? Thế sau đó thì cái phần thuế thu nhập cá nhân nó không được giảm thì nó nhân cái tỷ lệ, lấy doanh thu nó nhân ra cái tỷ lệ này để tính ra cái tiền thuế. Đấy, thì để mà cũng giải thích để cho anh chị nắm được. Tại vì hệ thống nó tính toán, nếu mà chúng ta hiểu quan điểm sai cái là gì? Lập tức là chúng ta sẽ bị tính thuế giảm hai lần ngay. Vâng, cảm ơn anh chị. Anh ơi cho em xin hỏi nữa ạ. Khi mà mình bán hàng, mình xuất hóa đơn cho bên mua thì mình có phải lưu thêm cái chứng từ gì để cơ quan thuế sau này kiểm tra không? Hay là mình chỉ lưu hóa đơn và vào hạch toán các sổ sách kế toán theo quy định ạ? Thực tế ra thì như thế này, về mặt lý thuyết thì anh chị chỉ cần lưu hóa đơn về cơ bản là đủ. Đấy, thì khi anh chị bán cái gì thì anh chị xuất hóa đơn tại cái thời điểm tức thời, tại thời điểm đó. Chứ còn nếu gọi là phân tích một bộ chứng từ đầy đủ thì thông thường là khi hai bên mua bán với nhau thì sẽ có hợp đồng. Đấy, hai bên có mua bán với nhau có hợp đồng. Thế vậy tôi mua bán không có hợp đồng có được không? Thì hoàn toàn cũng được. Chẳng nhẽ bây giờ tôi vào tôi mua mấy quyển vở, mấy tập giấy xong này mà bắt tôi phải lập hợp đồng. Thì hợp đồng nó là một loại chứng từ. Nhưng thông thường nó phải là những các cái doanh nghiệp và các cái hợp đồng có giá trị rất lớn hoặc hai bên cần thỏa thuận với nhau. Đấy, thì khi mà chúng ta thực hiện bán hàng thì chúng ta cần phải xuất hóa đơn. Hóa đơn là gì? Là thực hiện cái nguồn gốc của hàng hóa và hoàn thành nghĩa vụ thuế khi mà chúng ta thực hiện giao dịch giữa mua và bán. Thế cho nên là cái hóa đơn là nó đủ để chứng minh cho cái việc để mà cái giao dịch mua và bán. Thế còn cái nữa, nếu mà có chứng từ thì chứng minh là gì? Thu tiền hay chưa thu tiền? Có thu tiền hay không thu tiền? Đấy, thế thì cái vấn đề này nó liên quan đến thanh toán. Đấy, chứng từ thanh toán. Thế còn trong thực tế, nếu mà anh chị khi mà lưu trữ thì anh chị lưu hóa đơn theo quan điểm của mình là về cơ bản là ok, không có vấn đề gì cả. Thế còn tiền thì có thể bạn lưu bởi bằng tiền mặt, nếu có chứng từ thu chi thì bạn lưu thu chi. Đấy, còn nếu mà có chỗ ở ngân hàng thì nó có sao kê của ngân hàng rồi, cơ bản thì nó chỉ cần có những cái chứng từ như vậy thôi. Cho em hỏi là nếu như mình thu tiền mặt thì mình bắt buộc là mình vẫn phải có cái phiếu mình thu tiền của người ta, thì mình phải có cái phiếu thu tiền và có cái người nộp tiền trả mình ký vào đó ạ. Ra thì nguyên tắc là như thế này, nếu nói đúng theo hướng dẫn thì khi mà chúng ta thu tiền có thể thu bằng tiền mặt hoặc thu bằng chuyển khoản. Nếu như chúng ta thu bằng tiền mặt thì chúng ta cần phải có chứng từ để chứng minh là người ta đã trả tiền cho chúng ta, để tránh ngày mai kia đến khi mà họ trả chúng ta rồi bây giờ chúng ta bảo chưa trả. Thì cho nên nó mới ra có hình thành ra cái chứng từ phiếu thu, phiếu chi. Khi mà chúng ta thu được tiền chúng ta phải lập một phiếu thu và chúng ta trả cho người ta một cái liên in ra đóng dấu và in ra xong ký cho người ta là xác nhận là đã trả tiền cho nhau rồi. Đấy, thì về mặt chế độ kế toán và trong hướng dẫn thì họ có sẵn như vậy. Thế còn trong thực tế ở chỗ bạn thực hiện giao dịch như thế nào thì bạn sẽ vận dụng các cái quy định đó để áp dụng cho nó thực hiện thuận lợi nhất cho đối với trường hợp của hộ kinh doanh của bạn. Vâng. Thế còn cái sổ mà mình giao dịch tiền gửi ấy, thì sau mình sẽ in cái sao kê của ngân hàng thì mình sẽ nhập vào trong cái sổ tiền gửi ở trong sổ sách kế toán, chứ mình không sử dụng cái bản sao kê đấy để làm chứng từ kế toán chưa anh? Cái bản sao kê ấy, thật ra thì cái sổ tiền gửi thì theo nguyên tắc thì ở trong cái sổ kế toán này chúng ta cũng có một cái sổ để theo dõi về ngân hàng.
hàng ngày có các cái giao dịch thì chúng ta ghi chép vào đó. Nhưng trong thực tế thì chính cái sao kê ngân hàng nó cũng là một cuốn sổ rồi. Tại vì chất xuất sao kê ra cái thì tiền thu về và tiền chi ra là nó đã hiển thị ở trên đó. Đấy thì theo đúng nguyên tắc thì bạn cứ căn cứ vào các cái thông tin giao dịch thì bạn nhập vào trong hệ thống để có được sổ ngân hàng để bạn quản lý. Thế còn trong trường hợp mà nếu như mà bạn làm tắt thì bạn dùng chính cái sao kê đấy để bạn thay cho sổ kế toán thì tùy theo bạn vận dụng như thế nào để cho nó phù hợp để bạn vẫn giải trình được cái thông tin đó. Vâng ạ. Rồi, em cảm ơn anh ạ. Vâng. Anh em hỏi chút ạ. Vâng ạ. Em ở bên đại lý ký gửi, hàng ký gửi anh hưởng hoa hồng theo doanh thu. Thì cái sổ tồn, hàng tồn và hàng xuất bán của em ấy, thì có phải làm không ạ anh? Cái tuân hạ cái màn hình này xuống đi, không cần nữa rồi. Cái việc mà chúng ta là đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng thì doanh thu của chúng ta chính là cái hoa hồng chúng ta được hưởng. Còn cái hàng hóa là cái hàng hóa của họ chứ không phải hàng hóa của chúng ta, cho nên bạn không cần phải lập báo cáo nhập xuất tồn. Thế là không phải làm cái sổ nhập xuất tồn, thế nếu như mà bên thuế người ta vẫn yêu cầu và người ta kiểm tra thì em phải giải trình như nào được nhỉ? Cái kiểm tra thì trong thực tế là gì? Chúng ta phải xác định là hộ kinh doanh của chúng ta kinh doanh về cái gì? Chúng ta kinh doanh về dịch vụ liên quan đến bán hàng. Đối tượng của chúng ta là chúng ta kinh doanh dịch vụ. Chúng ta chỉ đi tìm khách để chúng ta bán thôi. Mà khi chúng ta bán được hàng thì cái doanh thu của chúng ta không phải là cái doanh thu mà chúng ta bán cái hàng đấy, mà cái doanh thu của chúng ta là được tính trên cái hoa hồng mà chúng ta bán được hàng đấy. Cho cái hàng đấy nó thuộc về sở hữu của cái bên, của cái bên mà họ gửi hàng của chúng ta, họ bán. Cho nên chúng ta không cần quan tâm đến cái vấn đề là gì, báo cáo cho xuất tồn là vấn đề đó. Thế còn cái vấn đề là gì? Chúng ta khi mà chúng ta nhận được hoa hồng của cái bên nhà cung cấp chúng ta bán được hàng ấy, họ tính ra thì chúng ta xuất hóa đơn trả cho họ và chúng ta tính phí trên 7%. Đấy là phí dịch vụ. Chúng ta nộp thuế. Vì chúng ta không có hàng hóa nên chúng ta không cần phải làm bảng nhập xuất tồn. Chúng ta phải hiểu được bản chất của nó thôi. Vâng. Thế là bảy cái loại sổ mà theo thông tư 88 mà mình phải làm ấy, thì cái sổ nhập xuất tồn chúng ta không cần phải làm. Đúng, tại vì chúng ta không có hàng hóa. Nghĩa là chúng ta có liên quan đến sổ gì chúng ta làm sổ đấy, còn những cái sổ gì mà không có thì chúng ta không có giao dịch thì chúng ta bỏ thật qua thôi, chứ không phải chúng ta bắt buộc phải làm hết đâu. Vâng. Ở chỗ này mình có thêm đóng góp một chút như này nhé. Là các cái hàng hóa của bạn ấy thì là không phải là cứ gửi cái là bắt được ngay, mà nó có thể nó kéo dài hàng tuần, hàng tháng lưu kho ấy. Thế thì trong quá trình mà lưu kho ấy thì là có thể là quản lý thị trường hoặc là cán bộ thuế hoặc là có thể công an người ta kiểm tra, người ta sẽ hỏi là nguồn gốc xuất xứ giấy tờ của lô hàng này đâu. Đấy thì bạn có thể trình ra cái hợp đồng ký gửi, hoặc là nếu mà cái nhà cung cấp ấy, mà làm chuẩn ra ấy, thì họ phải có một cái phiếu xuất kho kia vào chuyển nội bộ. Đấy là hai cái chứng từ. Đây đúng rồi. Bạn lưu tất cả các cái hợp đồng ký gửi rồi là cái phiếu xuất kho của nhà cung cấp đấy. Bạn trình ra cho quản lý thị trường hoặc là công an để chứng minh là cái hàng này là có ký gửi là được. Vâng ạ. Anh cho em hỏi chút anh ơi. Vâng. Anh ở nhà em thì bán các loại cây hoa giống đấy anh. Mà hôm nay có một đơn bảo em xuất hóa đơn đỏ, nhưng mà em phải không dám xuất vì em cũng có đầu vào. Thì bây giờ nhà bản thân nhà em trồng ra được thì phải làm thế nào anh? Thế thì nhà mình trồng ra được thì mình cứ xuất thôi, có gì đâu. Cái việc mà mình bán hàng là mình phải xuất hóa đơn. Nhưng mà vấn đề chỗ là cái đồng, ví dụ như là cây hoa đồng tiền với cây hoa hồng ấy, cây cúc họa mi ấy, bản thân là nhà em trồng. Nhà mình trồng được thì mình bán thôi, mình bán bình thường, chả có gì cả. Bán hàng là mình phải xuất hóa đơn. Đồng như anh là hộ kinh doanh rồi chứ không phải là mang đi chân là không pháp nhân. Anh là có pháp nhân thì anh cũng phải xuất hóa đơn cho người ta chứ. Anh là hộ kinh doanh có giấy phép cơ mà. Anh cứ xuất hóa đơn bình thường nha. Anh cứ xuất hóa đơn bình thường, bán hàng xuất hóa đơn bình thường. Tại vì cái hàng đó anh có thể mua về, anh có thể tự trồng ra. Đúng không?
anh có thể tự sản xuất ra, anh có thể ươm hạt giống anh bán bình thường, có vấn đề gì đâu. Thế em xin ngắt lời một chút. Tức là bạn em cũng làm cái như vừa nãy của anh ấy, tức là trồng cây và bán, vừa bán hàng ấy, thì trong cái giấy phép kinh doanh của anh ấy thì có thêm một cái mục nữa là tức là đăng ký, tức là nuôi trồng và tức là gần như là dạng như là mình sản xuất ra rồi. Thì là anh sẽ được viết bình thường anh nhé, viết bình thường mà không có vấn đề gì cả. Thì trên cái căn cứ đấy là cơ quan thuế người ta sẽ tính thuế cái đấy. Đúng rồi, đúng rồi. À, nhà em ấy thì là thế này, phải nói là nhà em thì đúng là nhà em còn trồng về những cây gọi là cái cây hoa cúc họa mi với cúc vàng trắng rồi hoa hồng, hoa loại đủ các loại hoa, loại loại hoa ngắn ngày đấy. Đâm ra là hôm nay có phải người ta mua em có mấy bó, người ta bảo là không công thì em không dám xuất vì cái đấy là em không có đầu vào. Thì em mới hỏi anh là bây giờ là cái trên cái danh mục kinh doanh của em thì em chỉ là mỗi cây cảnh thôi chứ không có cái cây như cái cây con đấy, nên giờ em lại không dám bán. Là bây giờ không may là sao bên thế mà họ hỏi em cái đầu vào em lại không xuất ra được, rất là khó. Xét về mặt nguyên tắc thì chúng ta phải xác định như này, khi chúng ta bán hàng là chúng ta phải xuất hóa đơn đầu tiên là như thế đó, để chúng ta hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước. Còn cái vấn đề cái thứ hai là chúng ta chứng minh về nguồn gốc hàng hóa. Hàng hóa của chúng ta thì chúng ta có thể bằng cách là chúng ta mua về. Hàng hóa có thể do chúng ta tự sản xuất ra. Hàng hóa có thể do chúng ta tự nuôi trồng được. Thế thì trường hợp này là trường hợp của anh là tự nuôi trồng được. Đầu vào của anh nó không cần phải hoa nữa mà nó có thể chỉ là hạt giống thôi, nó chỉ là những cái thứ mà anh tự tạo ra nó thì không có vấn đề gì cả nhá. Cơ bản là em chưa hiểu được về phần là cái ngắn. Ok, nhưng mà giờ anh đã hiểu rồi đúng không? Giải thích như thế là anh đã hiểu rồi, anh xuất bình thường không vấn đề gì ạ. Dạ vâng. Anh ơi cho em hỏi là thì người ta nói là bây giờ nếu như là nhà mình sản xuất ra thì mình phải chứng minh được là nhà mình sản xuất ra. Vậy thì làm thế nào để mình chứng minh được mình sản xuất ra? Có cái gì mà không chứng minh được? Tôi có cả vườn cây đấy, ông đến ông thăm ông kiểm tra, có cái gì mà không chứng minh được? Trồng cái cây có cái gì đâu? Tôi trồng một vườn phân bón này, thuốc trừ sâu này, cây giống này. Tại vì chứng minh làm thật thì không có vấn đề gì cả. Chỉ có chẳng qua là gì, sợ nhất là gì, có một vài cái trường hợp như thế này thì anh chị cần lưu ý này. Là hàng ông nhập lậu biên giới về không có hóa đơn chứng từ gì cả mà lại số lượng rất lớn, xong nó gì xuất ra. Nó có hai cái trường hợp này thì anh chị cần lưu ý này này, thì nó sẽ cực kỳ rủi ro này. Trường hợp thứ nhất đó là hàng buôn lậu qua tiểu ngạch có giá trị rất lớn đấy, xuyên qua biên giới gánh vác không có nộp thuế gì cả, sau đó thì lại xuất bán ra, và xuất bán ra thì lại giá trị rất lớn, thì anh chị rất dễ bị thu hồi hết cái hàng hóa đấy đấy, tại vì đấy nó nằm trong trường hợp bị buôn lậu rồi. Cái trường hợp thứ hai đó là trường hợp anh chị hết sức cẩn thận về vấn đề đó là trong thực tế anh chị có bán hàng hoặc bán hàng rất ít, anh chị kênh hóa đơn lên để rửa hóa đơn cho doanh nghiệp. Ví dụ anh bán có 10 triệu thôi nhưng anh viết cho người ta mấy trăm triệu. Đấy, thì anh chấp nhận để nộp thuế ở cái phần bên hộ kinh doanh của anh chị. Để mà lấy chi phí đầu vào cho bên doanh nghiệp để họ hợp pháp hóa trong vấn đề đó. Nhưng trong thực tế anh chị không có giao dịch thật. Đó là hành vi của vấn đề gian lận và cơ quan thuế sẽ kiểm tra xác định nguồn gốc, anh chị có chứng minh được cái điều đó hay không. Thì anh chị có hai cái điểm đấy rất rủi ro. Nếu như giá trị mà nó nhỏ nhỏ, anh chị cứ bán mua bán hàng thật và chúng ta kế sinh nhai, chúng ta thực hiện, chúng ta buôn bán, chúng ta làm thực thì không có vấn đề gì hết. Chỉ có trường hợp anh chị trong cái vấn đề này là gì, trong thực tế không có thật mà anh chị khống nó lên cả về giá trị hay khống nó lên cả về mặt số lượng hay những cái hàng hóa gì đó thì chúng ta mới có rủi ro. Còn những anh chị mà thực hiện bởi bằng các cái công việc mà chúng ta làm như là gì, anh chị vừa nói trồng hoa thì chả có vấn đề gì cả, đúng không? Chúng ta nuôi trồng nó không có vấn đề gì cả. Anh chị đi mua hoa về để bán hay anh chị làm bất kỳ những cái ngành hàng gì mà anh chị đang làm thật, thực tế anh chị làm như vậy, tôi khẳng định không có rủi ro gì hết. Không sợ về vấn đề liên quan đến kiểm tra rồi nguồn gốc. Nguồn gốc tôi làm thật thì tôi chỉ được ra ngay nguồn gốc thôi, không có vấn đề gì nha. Đấy, thì tôi cũng có gặp phải một vài trường hợp, không có nhiều đâu, hãn hữu lắm, một vài trường hợp. Nó rơi vào hai cái đối tượng mà tôi vừa nói với anh chị thì hết sức cẩn thận.
nó sẽ có rất nhiều rủi ro đằng sau đấy. Thế còn lại thì hộ kinh doanh của chúng ta không phải lo lắng gì cả. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn các chị. Anh ơi, cho em hỏi một câu với. Vâng. Anh ơi, cái tài khoản ngân hàng mà anh như anh nói đấy thì cái quý 1 của năm 2022 là tháng 1, tháng 2 và tháng 3 như anh nói là phải làm cái tài khoản riêng ấy, thì cái quý 1 đấy em chưa kịp làm cái tài khoản hộ kinh doanh, mà đến quý 2 tháng 4 vừa rồi thì em bắt đầu mới làm cái tài khoản đấy. Nhưng mà cái tài khoản đấy là bây giờ chỉ dùng để khách chuyển về, và em nhập hàng thì em chuyển trả tiền nhập hàng thôi, em không sử dụng gì liên quan đến là đi chợ mua sắm những cái gì trong gia đình nữa. Nhưng cái quý 1 thì em vẫn dùng cái tài khoản cá nhân, thì khách chuyển về đấy này, rồi em lại chuyển đi, em lại chuyển trả hàng, rồi em rút ra, em hay là em chuyển trả tiền quần áo này, em đi làm tóc hay em cái thứ, thì liệu là những cái đấy có ảnh hưởng gì không ạ anh? Không sao nhá. Thật ra thì đấy cũng vẫn là tiền của bạn thôi, trừ trường hợp có những các cái dòng tiền bất thường nó quá lớn thì anh chị sẽ bị soi về nguồn gốc thôi. Còn đây đang là tôi quá chỉ lớn có mỗi cái điều là chia sẻ anh chị như này. Vâng. Là tiền của anh chị để tiêu dùng cá nhân và tiền của hộ kinh doanh thì cũng không có vấn đề gì cả, kể cả chung vào một tài khoản. Còn theo lời khuyên mà tôi có chia sẻ anh chị là nên tách ra thì để cho dễ quản lý hơn, đỡ mất công tìm mới để quản lý thôi. Thế còn như trong trường hợp của chị, ở trong trường hợp quý 1 như vậy nó cũng không có vấn đề gì, không có rủi ro gì cả nhé. Vì là anh ví dụ như là tiền đấy thì là tiền rõ ràng là em cho anh rẻ, em là vay bằng tiền mặt, nhưng mà đến lúc anh chuyển trả cho em rồi sau không đó sao, em không sao không, không sao thoải mái, không vấn đề gì cả, không không có vấn đề gì nhá. Vâng vâng vâng, ok em cảm ơn anh. Vâng. À. Vâng, gửi lại mic cho anh Tuấn nhá. Vậy mời các chị tiếp theo có bấm mắt thì chúng ta đặt câu hỏi ạ. Alo. Vâng, mời anh ạ, mời nhiều nói. Cho em hỏi chút, cái chị hỏi cái phần đấy, cho em hỏi này, có nghĩa theo quy định mình có cần phải mở tài khoản hộ kinh doanh không hay cá nhân cũng được? Cái đấy thì anh mở cá nhân được mà anh, đâu bắt buộc phải kinh doanh đâu. Vâng. Cái hộ kinh doanh ấy bản chất nó là một cá nhân làm chủ ấy. Rồi thì anh mở tài khoản của anh được mà, đâu cần. Đúng rồi, đây anh mở tài khoản nó vẫn là cá nhân chứ không phải là có gì đặc biệt cả. Vâng, tại vì từ xưa nay vẫn dùng tài khoản cá nhân, mình chỉ dùng cái đấy. Điều để... là trong cái tài khoản đấy thì mình ngoài chi tiêu cái hoạt động kinh doanh của mình ra thì mình cũng có cả những chi tiêu về cá nhân. Còn chi tiêu cá nhân đấy mà đến lúc đưa vào sổ sách thì nó rất là khó để giải trình. Thế tốt nhất là mình tách bạch ra, cái gì cá nhân thì mình dùng tài khoản riêng. Cái nào mà kinh doanh thì dùng tài khoản riêng nó dễ. Vâng, thì cái đấy thì rõ, nhưng mà cho em hỏi là thế khi mình trong quá trình ấy mình muốn rút ra thì nó như nào? Anh ra ngân hàng làm giấy rút tiền. À, chứ không phải là mình muốn cứ muốn rút hoặc muốn chuyển là được đúng không? Hay như nào? Thì trong quỹ trong ngân hàng mà nó nhiều tiền quá thì anh rút bớt về cũng được mà. Không, ý hỏi là khi họ chuyển tiền đến, họ thanh toán cho mình các cái tài khoản ấy, thì thông thường em thì cứ xong cái này em chuyển sang tài khoản khác để mình dễ kiểm soát. Đấy, hoặc là mình thoải mái, tiền của anh thích làm gì cũng được, không có sao cả nhá. À thế. Và là cho dễ quản lý thì mình mới tách ra một cái tài khoản riêng thôi. Dạ vâng. Vâng vâng vâng. Vâng, có lẽ hôm nay thì cũng đã một số tình huống vướng mắc của anh chị bổ sung thì đã được giải đáp rồi. Còn trong thực tế thì hôm nay cũng đã là 23 tháng 4 rồi, chúng ta còn khoảng một tuần nữa thì sẽ hết cái kỳ kê khai cái quý 1 này. Thì các chị cố gắng tập trung cho cái hoàn thiện cái số liệu và những cái vấn đề cần vướng mắc thì liên hệ với bộ phận hỗ trợ với em để được trợ giúp, và các câu hỏi các chị cũng có thể gửi vào trong nhóm đó để được trả lời. Còn cái buổi thứ bảy thì mang tính chất sẽ chia sẻ chung, và đặc biệt là sẽ có rất là nhiều những anh chị hộ mới thì cũng sẽ tham gia chương trình như này, cách sử dụng cũng như cái việc mà giải đáp vướng mắc kịp thời. Chúc các anh chị là trong thành công, và các chị sẽ thực hiện mang tính chất là chủ động hơn, nhẹ nhàng hơn. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị ạ. Vâng, xin chào toàn thể anh chị. Cảm ơn anh chị.